Sư tỷ gợi cảm phóng điện online. Có điện thoại kìa. Alo alo. Ngô Kinh. Vẫn chưa vào sao? Hay nếu cậu ở đây thì bốt ẩn giấu trong hoàng cổ gì tích lấy được chắc rồi. Kỷ lục trang bị kim tệ thủ sát đó. Quý cách đang xếp hạng thứ 9528, dự tính còn 2 giờ nữa. Khai thiên nhất thù. Hỏi cái gì chứ? Tân du khai phục khắp nơi đều là thương trượt. Một bước trước, nhiều bước trước. Đạo lý này không hiểu sao. Điệt, tôi vào sẽ bảo các cậu. Trò chơi này ngồi loại bỏ mấy cái thứ cặn bã ra thì đúng là treo trên đến hồng nguyệt ham chơi. Cậu nhìn lên đó, nếu không thì không có tiền mà kiếm đâu. Ê, thích nhất là cái bộ dạng thiếu hiểu biết của cậu đó. Ai nói vào game là không được kiếm tiền chứ. Khai thiên phụ vũ khí vỡ rồi. Tôi đi làm bài tập nghỉ hè đây. Phục chế tin tức này một dòng năm học. Sau khi loại bỏ nội dung sẽ gửi. Click vào này. 10.000 dòng làm xong thì dễ dàng. 3 giờ thì 5.000 tệ. Nay thì kiếm tiền là nhờ vào cái bộ não. Lại điện thoại nữa. Ai đây? Moshi Moshi, alo, xin chào. Tại sao còn chưa đến chứ? Còn chưa đến là lấy tôi. Ôi, gọi nhầm số sao? Tôi còn độc thân, không có tâm trạng yêu đương đâu. Ảnh hưởng tới tốc độ tay nữa. Có nhảy xuống hoàng tuyền cũng đừng hòng chạy thoát. Đừng hòng trốn hôn nhân. Chuyện gì vậy? Ôi vãi, chuyện quái gì thế này? Úi, à, chỉ còn lại cái nịt, à không, còn lại cái bộ đồ và chiếc dép. Bây giờ đang có 9527 người chơi đang xếp hàng. Thiên Nguyên Đại Lục, Vương Triều, Đại Hà, Thương Hội Cửu Châu. Thiên Nguyên Đại Lục này không có thứ gì Thương Hội Cửu Châu ta không lại lấy được. Nhưng vạn niên xích viêm thảo này chỉ có một cây thôi. Phiên đấu giá ngày mai tiểu quân chúa đặc biệt phái người đến. Đa phần là muốn có vật này. Ta và cô ta đều là con dân Đại Hạ. Người của hoàng gia chắc không đắc tội được. Ta hiểu rồi. Vật này quý báu sợ là có rất nhiều thế lực tranh đoạt. Đa tạ thiên tiểu thư thông cảm. Tiên thiên hàn khí trong cơ thể ta. Phải có vạn niên xích viêm thảo mới có thể có miễn cưỡng áp chế. Thiên thu nguyệt linh võ đại tông sư. Trừ tiểu quận chúa ra thì trong thành các đồng môn sợ là đều ra tay tranh đoạt. Linh võ tông. Ai? Chết. Ôi sư tỷ là người mình. Sư tỷ à, là ta đổ trì kiếp đây. À không, trì đổ đây. Trời ơi, đang ngây mông kìa. Các người đang làm gì vậy? À không, lâu trước đó không phải tỷ đã nhận được niêm hoa lệnh của thiền lý phòng lưu sao? Cho nên ấy, đây là bộ quần áo mới giặt ngày hôm nay đó. Thiền lý phòng lưu là ưng châu đệ nhất gắt hoa tộc. Đã làm hại sự trong sạch biết bao nhiêu cô gái. Thế lực đã thông báo trì đã hắn. Đại sư huynh nói rồi, nếu bắt được hắn thì phát tài. Đến lúc đó, vạn niên xích viêm thảo của sư tỷ cũng không thành là vấn đề nữa. Đợi tỷ dùng vạn niên xích viêm thảo áp chế được tiên thiên hàn khí trong cơ thể, tù vì tiến thêm một bậc, lên võ tông chúng ta có thể xưng bá càn lân thành rồi. Nằm mơ cái gì đâu. Thiên lý phong lưu áp tiếng ngồi dành. Nhiều năm như vậy vẫn chưa nhìn thấy cái bộ mặt thật của hắn. Chạm mặt các người cũng không nhận ra thì bắt thế nào được. Hay nó không chừng vận khí tốt. Đừng có lơ là tu hành đó. Sư tỷ yên tâm. Ngô Kinh đâu? À, đại sư huynh đang ngủ trên cây. Chân lôi đáng độ dẫn. À, ý. À đây. Tại sao có chiếc ghế? Đây. Đây là nhà cổ. Cây. Cây xanh. Còn có mỹ nhân. Với cái trình độ một ngày đọc mấy trăm tập truyện tiểu thuyết và truyện tranh xuyên không như mình đây thì đoán không chừng mình đến lượt mình cũng xuyên không rồi. Đã vậy ta sẽ cho các người thấy thế nào mới là nhân vật chính thật sự. Quy tắc đầu tiên của xuyên không là dung nhập dị thế giới thu thập tình báo. Mùi tử à, thật ngại quá, vừa nãy sấm sét làm mất đi ý thức rồi. Có thể giới thiệu đơn giản cho ta à, chúng ta là ai, à, chúng ta ở đâu và chúng ta đang làm gì không? Sư tỷ, cái này thì ta nghe nói người bị kinh sợ thân hôn tán loạn có khả năng quên đi một số thứ. Đúng, chính là như vậy đã, em gái tuần khiết à. Muốn chữa bệnh này cũng không có, chỉ cần bị kinh sợ lần nữa là có thể hồi phục như ban đầu. Hả? Kích thích quá đi, trời ơi, chỉ còn một chút xíu nữa thôi. Cảm thấy tình hình không được tốt cho lắm, thời gian xuyên không có vẻ có chút gượng gạo. Kim thủ chỉ kết lão tử,
sao vẫn chưa phun ra? Có mỗi là sĩ huynh, huynh như vậy là bắt hoa tặc à, bắt hái hoa tặc đó, sĩ huynh không sao chứ? Dám ở trước mặt sư tỷ ngủ à? Bắt hái hoa tặc, sĩ huynh, xem ra địa vị của tên mình nhập vào đây có chút cũng không thấp chút nào. Vậy là ngươi tên là gì vậy? À, đại trưởng sĩ huynh, ta là đồ trì, à trì đồ đó. Trì đồ à, ta là đại sĩ huynh của ngươi đúng không? Vậy sĩ huynh lệnh cho ngươi cho đệ cởi quần áo ra. À, đại sĩ huynh à, cuối cùng huynh cũng hiểu được tình cảm của đệ dành cho huynh rồi. Ai đã nghĩ nhiều quá rồi, ta chỉ thấy lạnh thôi mà. Có thời gian thì nghĩ xem nâng cao tu vi như thế nào, làm sư huynh mà còn không bằng sư đệ, không xấu hổ sao? Đương nhiên rồi, lời của sư tỷ ta nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Tên này hình như tu vi kém, xem ra phải tranh thủ rồi. Nhưng mà sư tỷ và sư phụ không phải bận lắm sao? Cho nên ta mới nghĩ sớm bắt được hái hoa tặc, chia sẻ nỗi lo cùng mọi người. Dựa vào ngươi, tuyệt đối đừng có ngu dốt tự tìm cái chết. Nghe nói tên tặc đó tu vi không thấp, nếu thật sự gặp phải luân thế cảnh ngũ đoạn của người chắc cũng đủ để mất mạng, thoát mạng đó. Hy vọng người bắt được hắn, trừ khi hắn rơi từ trên trời xuống, bắt luôn vào ngay, nếu không. À, sư tỷ nói đều hả? À, mặc đồ đen bịt mặt đó, tên đó chính là Thiên Lý Phong Lưu, bảo vệ đại tỷ à, bảo vệ đại sư tỷ. À, đại sư huynh à, huynh bảo sư tỷ có phải là nhà tiên tri lớn không vậy? Ý, người đâu? Sư huynh, ta cảm thấy trong cơ thể ta tràn đầy sức mạnh, không hổ là thế giới tu tiên. Các sư đệ ngu xuẩn của ta ơi, con gái đó nó làm gì? Thấy hái hoa tặc yếu như vậy, đúng là tặng vật không đến nâng độ thiện cảm với muội tử mà. Dạo này ta mỗi muội tử có nhiều lần, có phải là hơi nhiều không? Quay về bảo Ngô Kình đi hái chút nguyên dương thảo bồi bổ cho ta. Dâm tặc to gan, dám có ý đồ với đại sư tỷ xinh đẹp như hoa, khiến nghiến nước nghiêng thành tuyệt thế vô song từ trước tới nay hả? Ta đấm chết ngươi. Muốn một đâu kích ta sao? Ngươi còn non và xanh lắm. Không rồi, tên trộm này cũng có chút bản lĩnh, có điều có mỹ nhân ở đây thì có lẽ mình sẽ không gặp nguy hiểm, đến lúc biểu diễn kỹ thuật thật sự rồi. Tiểu tử thôi, đừng có kích động là ta. Tiểu tử dừng bước. Tiên nữ ở đâu, ở đâu? Đâu có tiên nữ. Chọc vào mắt, đây là tốc độ khiến người khác nghẹt thở. À, người dám móc ngực, sức mạnh dân trào cuồn cuộn này. Tu tiên hóa ra chỉ vậy thôi, độ tinh chuẩn không chút khiếm khuyết này. Xem cái tố chất tuyệt vời của ta đây. Cứu người nghiệp nghiệp nhận nhầm rồi sao? Ta hờn Ngô, nhớ kỹ, nam nhân đã lật đổ người kinh à, đổ người đầy Ngô Kinh, kinh trong kinh ngạc đó. Ai tầm cái tuổi này rồi mà vẫn đi làm hoa tặc, cây đau vẫn không tồi nhỉ? Khổ nạn, ta người quan tâm người là ai sao, dám có ý đồ với sư tỷ của ta? Thiên Vương lão tử ta cũng không ta đâu. Đại sư huynh, chúc mừng ký chủ Ngô Kinh, siêu cấp phản phái hệ thống đã khởi động. Hệ thống sẽ giúp ký chủ trở thành nhân vật phản diện mạnh nhất, xấu xa nhất, điên cuồng nhất. Ký chủ Ngô Kinh tu vi ẩn thế ngũ đoạt, chỉ hơn người phàm, có được 78 điểm kinh ngạc của tất cả các sư đệ. Kiên thủ chỉ xuất hiện rồi xong, điểm kinh ngạc lẽ nào chính là chính khí của mình đã làm cho kinh ngạc, có được một điểm kinh ngạc của vị sư tỷ, quả nhiên thuần khiết như tờ giấy trắng. Sư phụ, người phải trụ vững đó, di chúc còn chưa viết mà. Đỡ đỡ ta vậy hả? Sư phụ, có phải mình cầm nhầm kịch bản rồi hay không vậy? Cái tên nghiệp chướng này, dập dập lão phu hôm nay phải thanh trừ môn phái. Đọc tới đây rồi mình mới biết là bộ truyện này là bộ truyện hệ thống, mà nhân vật thì nhân vật chính sẽ không giống như những cái kia nữa, là sẽ phản diện, là chắc là kiểu gì làm cái ác ấy. Để xem tình tiết sau này như thế nào, mà anh em theo dõi tiếp nhé. Tôi là Ngô Kinh, tôi hiện giờ có chút hoảng vì tôi vừa xuyên không đã giống như là một tên ngu đần đánh sư phụ của mình giả mà. À, sư phụ à, hiểu nhầm rồi, có vừa rồi mất 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 trí nhớ. Trời ơi, đại sư huynh vì chiếm lấy đại sư tỷ, đến sư phụ cũng đánh nữa. À không dầm chứ, kinh động đến nỗi như vậy sao? Tránh hết trò trò to, tên khốn nạn kia. À sư phụ, phải bình tĩnh lại. Hôm nay lão phụ phải lột da ngươi ra. À đợi đã, tiến triển kiểu gì vậy? Bịa chuyện cũng không phải bịa như vậy chứ. Bớt phí lời đi, ngày năm sau bảo vệ sư đệ của ngươi đốt nhiều giấy cho ngươi vào. Ôi trời, làm thật hả? Ui, phải làm sao đây? Đây là thiền dài đấu kỹ sao? Hay là võ hồn dung hợp kỹ? Chém trúng người sẽ chết đó. Tiền khốn nạn, đứng lại cho to. Hả? Vừa xuyên không hết sấm sét thì lại kiếm chém à? Rốt cuộc cái thằng nào đưa cho mình cái kịch bản là vậy? Mày nói chứ,
mua phải thức ăn lên giá hay sao? Không được, phải nghĩ cách thôi. Đúng rồi, mình là nam chính của kiềm thủ chỉ, vừa tích được không ít điểm kinh ngạc, chắc cũng đủ đổi được cái gì đó chứ. Hệ thống, ta muốn đổi đạo cụ. Đây là hệ thống hy vọng có thứ gì đó khiến mình ngạc nhiên đi. Thương thành, đang dược công pháp, pháp bảo và vật phẩm hiếm có. Còn hai cái hàng phía dưới là những dấu chấm hỏi chưa mở. Nhiều loại như vậy sao? Xem ra cũng có không ít đồ. Công pháp, không kịp tu luyện, pháp bảo không biết dùng. Chọn vật phẩm hiếm đi. Để ta xem có cái gì nào. Hả? Là mấy thứ quỷ gì đây? Vạn linh hạ xuân, sơ cấp. Giá, 50 điểm kinh ngạc. Công dụng, chỉ cần ngửi, có thể kích phát tình dục sinh linh. Dương thụ lâm thái trà, sơ cấp. Giá 50 điểm kinh ngạc. Công dụng, có thể tăng cao độ thiện cảm của muội tử, khiến muội tử không thể nào, không thể nào không có dục vọng với mình. Đương nhiên, nếu như ký chủ khẩu vị mặn thì cũng có thể tặng cho nam nhân. Cái hệ thống chó chết. Cái mẹ ngươi, đúng là phản phái hệ thống mà. Đây đều là mấy cái thách quái quỷ gì vậy? Cảm được, phải đổi thứ khác xem thử. Ui da. Không dùng đạo pháp thì không trị được ngươi mà. Chạy đi, đã không chạy nữa. Đến lúc ta phải đánh ghê lắm mà. Ôi, vừa xuyên không qua đây thì đã bị treo giò rồi, đúng là vô lý. Không cho người ở dưới núi, ta cũng không họ cùng họ với ngươi mà. Á, đừng, đừng mà. Đây đã. Tiểu Nguyệt Nhi, nếu con muốn cầu xin thay cho hắn thì thôi đi. Cái lỗi khốn nạn, nam khốn nạn khi sư diệt tổ này giữ lại hắn có tác dụng gì? Tài cuối cùng cũng được cứu rồi. Rất kỳ lạ, sao ta cảm thấy người lầm lộn như vậy là muốn chuyển hướng sự chú ý của ta? À đâu có, Tiểu Nguyệt Nhi nghĩ nhiều rồi. Học rồi, muốn nhân cơ hội xử lý Ngộ Kình rồi chạy thoát. Không lừa ta chứ. Đây là cái gì? Xem ra sư phụ có sơ hở rồi. Cơ hội tự cứu mình đây rồi. Hả? Tên khốn, trả đồ lại cho ta. À, sư phụ đừng có lo lắng, bảo vật gì đó để đồ đệ mở mang ra nào. Thôi mẹ ơi, con là mặc đồ đen. Lẽ nào sư phụ muốn đi ăn trộm huyền thú? Sư phụ làm gì có nhiều tiền như vậy, thật là không đúng mà. Dựa vào kinh nghiệm mình đã đọc rất nhiều chuyện và tiểu thuyết rồi, thì cái chuyện này không hề đơn giản. À, trong rừng rậm này, vi sư gặp một con yêu thú. Vi sư đang ngắm trời ngắm sao, đột nhiên thấy cái thứ gì đó linh khí dao động nhẹ. Thế là ta đi thăm dò, để ta xem trong túi này có cái gì nữa đâu. Đánh nhau với nó hơn 300 hiệp rồi đó, sau đó thì đủ thứ chuyện xảy ra. Đến lúc sư phụ linh khí cạn kiệt, cuối cùng đã chém được cái con yêu thú. Sau đó trong biển, trong cái động huyệt phát hiện ra vô số bảo vật này. À sư phụ à, cái con yêu thú này, con có cái này sao? À mang về cho mọi người. Hả? Yểm ngực. À cái này hả? Yểm ngực này là của ta. Hả? Để có sở thích này sao? Nhìn không ra đó. À không phải không phải, yểm ngực đó là trước khi ta tù trần, cô gái thanh mai trúc lạ mã với ta ở thế giới, ở dục giới đã tặng cho ta. Vậy thứ này sao lại có ở trong tay động huyệt của yêu thú chứ? Linh thạch này là của ta, trên đó còn có mùi hương của ta. Linh lung tháp này không phải được cất ở dưới giường rồi sao? Ồ, đây là tử cương thần hoàn của ta mà. Hơn nữa cái trang như sư phụ không giống ra ngoài tìm bảo vật cho lắm. Lẽ nào là quần áo khác giặt chưa khô được chưa? Còn bà hoa nữa, có tiền ta chém chết ngươi không? Còn định giả bộ đến lúc nào? Cả ngày uống rượu, đồ đệ không dạy, sư phụ không quản. Cắt một năm linh thạch của người không đáng sao? Bây giờ thì hay rồi, con đi ăn trộm đồ của đồ đệ, thế mà cũng làm được đó. Ta cũng phát hiện ra điểm này mới không màng an nguy của bản thân, dũng cảm lật tẩy sư phụ đó. Tiểu tử thối, quà may mà có sư huynh. Nguy cơ đã được giải trừ, sư môn kỳ quái này đúng là khởi đầu khứ hơn là cả địa ngục. Bây giờ còn gì để nói được nữa không? Còn không nói thật, vậy thì một năm tình hai năm. À thực ra cái đó ta... Ê, nhìn kìa, ba ngày nội lửa, âm dương nghịch luật, loạn thế của cậu chầu đã tới rồi. Các vị, hãy đóng chặt cửa, tại hạ cáo từ. Hả? Thiên bằng trục phong bổ. Làm cái trò này cả ngày cũng chỉ có muốn là chạy thoát thôi. Sư phụ gì vậy chứ? À, sư tỷ, vất vả rồi. Sau này ta nhất định sẽ chia sẻ âu lo cùng sư tỷ. Được rồi, không có chuyện gì thì về đi. Có thời gian thì nâng cao tu vi của mình. Như vậy coi như là giúp ta rồi. Đại sư huynh về nghỉ ngơi đi. Được, đi thôi. Vạn niên xích viêm tẩu. Hóa ra y phục của tên này cũng gờ phết nhỉ. Thật là đẹp quá đi, ta mà là con gái ta cũng yêu ta luôn đó. À đúng rồi, hệ thống chết tiệt kia vẫn còn chưa chết à? Xem hết, chưa xem hết à? Bỏ đi, xem đang dược vào công pháp đã. Giải độc đan sơ giai, khử độc 200 điểm. Uy nghiền đan sơ giai, hồi phục linh lực cơ thể trong chớp mắt, 400 điểm kinh ngạc. Phải nâng cao chút thực lực cái đã.
Cái loại quả này có thể nâng cao linh khí trong cơ thể, có lẽ có thể đột phá cảnh giới. Nguyên linh quả, thiên địa linh quả, hàm chứa lượng lớn thiên địa linh khí, 50 điểm kinh ngạc, thử xem. Ôi. À, một luồng khí xông vào mà chẳng có gì thay đổi cả. Ôi. Cái gì? Ta có cảm giác không lành chút đầu. Y phục đen, thuốc mê, nhật ký thiền lý phục. Hôm nay là một ngày đẹp trời, gió đông chuyển gió nam, cuối cùng biến thành gió lốc. Lần đầu tiên tới nhà cô nương giao lưu thân thiết với người ta, có chút là hơi căng thẳng. Ai, cho dù thất bại nhưng ta vẫn tin, thất bại là mẹ của thành công, phải tin vào bản thân. Ngô Kinh, mày có thể mà. Ôi, này 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 này, cái gì vậy? Cho nên ta chính là thái hoa tặc đó sao? Hay chuyện như thế thất bại đi chết đi cho xong. Mục tiêu nhỏ, điểm kinh ngạc, chị đỡ ta sao? Ai, bỏ đi, chuyện đã như vậy rồi, thu dọn đồ đạc lượt chiến lược rồi lúc rút lui thôi. Đợi an toàn rồi sẽ nghĩ bước tiếp theo. Thầy mang các tội chứng đi theo đi. Có chuyện gì thì Ngô Thái Kinh hoa tặc. Ai? Ngô Thái Kinh thái hoa tặc. Cái gì? Cái quẹt này ở đâu ra vậy? Cái mặt con quẹt rất là đáng ghét. Thầy không để nó nói ra như vậy được. Hướng đó lẽ nào là đại sư tỷ? Không được, bây giờ mà bảo lộ thân phận căn bản không chạy nổi. Phải khiến cái con quẹt kia cấm mồm. Nếu chạm trán đại sư tỷ thì đành phải như vậy thôi. Chương 3. Người tắm không mặc quần áo sao? Nghe câu là biết cái cảnh hay rồi nha. Đã từ từ bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ôi trời ơi. Tay. Một cô gái thiết tha. Đẹp quá đi. Có chuyện rồi. À, tắm, tắm, tắm. Sao lại nuôi một con chim háo sắc như ngươi chứ? Trối đầu lại. Càng ngày càng không nghe lời. Không tu luyện, cả ngày chỉ biết ra ngoài nhìn người khác tắm thôi. Hả? Lẽ nào đã nói mình cần thứ chim như ngươi làm cái gì chứ? Hả? Thân phận bị bạo lộ rồi sao? Không còn cách nào khác. Không thành công thì thành nhân. Hả? Ôi trời ơi. Ta kịch. Ai? Hứ. Thôi xong. À, sư tỷ đừng kích động là ta. Nửa đêm nửa hôm ở trên nóc nhà ta làm cái gì? À, hôm nay không có mây, ta ra ngoài hưởng nguyệt. Nóc nhà ta view không đẹp, nhìn không rõ cho nên mới đổi địa điểm cũng vừa mới tới thôi à. Hưởng nguyệt có cần đục một lỗ trên nóc nhà của ta không? À, ánh trăng đẹp như vậy đương nhiên thì phải chia sẻ với sư tỷ rồi. Vậy cái này thì sao? À đây à, à hồng tháp sơn dùng để thoải mái lắm đó. Cái thứ đồ chơi này mấy hôm nay mua, hôm trước mua ở dưới giải mà. Thoải mái cho ta xem nào. Hả? À, ta vừa mới thoải mái mà. À, vẫn tốt mà. Ây da, ai nói là to ngực vô não chứ. Chỉ có thể cược thời gian của thuốc mơ này dài một chút thôi. À, sư tỷ, tỷ xem. À, biểu diễn xong rồi, xong cho tỷ xem rồi. Còn không còn sớm nữa, ta về trước đi. Nếu không làm phiền tỷ nghỉ ngơi, thức đêm sẽ không tốt đâu. À, không cần tiễn ta đâu. Ui da. Ôi, lượng dược chất của thế giới này tốt như vậy sao? Đây không phải đồ giả à? Nhật ký của Lý Thiền Phong. Thôi xong. Sư tỷ thiền thù nghiệt cực kỳ kinh ngạc. Ký chủ Ngô Kinh điểm kinh ngạc cộng 20. Đúng là chất nhìn nước cất. Họ tên bà. Tuổi bà 33 tuổi 3 tháng. Phạm sai lầm gì? Nhìn trộm chú nhận tấm. Quan sát tới tính xấu của người không thay đổi. Phạt nhổ 3 cộng lông có như trừng phạt. À, lông vũ của con chú bất tử điểu có thể đổi lấy không ít rượu để uống. Nằm đó nhắc ngươi về đúng là hơi to mà. À, đừng ba. Đầu trọc thối tha. Chó đơn thân. Ây da, đúng là không được. Vài cộng quay về mua chút gừng tươi bôi quét lên mông ngươi lại mọc thiết ngay mà. Cái địa bộ này xem ra thân phận bảo lộ rồi. Giết chim rồi, cứu. Ồ, cừu béo à, không, đồ đệ tính lại rồi sao? À, không ngờ chứ, giang nghĩa ta một đời anh danh mà lại đi cứu một loại người thất bại như ngươi à. Ta nói đây là hiểu lầm, ngươi có tin không? Ngươi cũng biết ta vốn là một người lòng dạ ngay thẳng. Hôm nay ngươi đến sư phụ, hôm qua uống trộm nhị lưỡng tủ của sư phụ, hôm trước mách lẻo sư tỷ người về cái tiểu kiềm khố của sư phụ đều không tính toán, căn bản không để bụng mà. Nhưng người làm hại thanh danh bạch của
thanh bạch của cô nương thì đừng trách sư phụ đây đại nghĩa diệt thân. Cái bộ dạng công báo tư thù của ông đúng là muốn ăn đòn mà. Đừng có kề sát như vậy có được không? À, đừng có trách sư phụ, nếu có kiếp sau thì làm người tốt đi. Nhân vật chính cũng dám chơi điểu sao? Ông lợi hại như vậy sao? Sao không đến Thảo Nguyên mà sanh sản bắt cừu đi? Con cừu, có con cừu béo như ngươi thì cần gì phải đi bắt con khác nữa? Cứu mạng, thả người xuống. Hả? Sao vậy, tiểu việc gì? À, sư tỷ cứu ta. Ông lại làm cái gì nữa? Sư phụ muốn đại diện cho chính nghĩa thôi mà, đi trừng phạt cái tên dâm tặc này. Thế gia truy đã hắn nhiều như vậy, ông nghĩ nên giao hắn cho nhà nào? Đây cũng là một vấn đề khó hả? Vậy thì vương gia đi, vương gia là nhà giàu nhất Cửu Châu, giải thưởng vương gia trao tặng cũng cao nhất. Ai sư tỷ, sư tỷ hả? 10 vạn trung phẩm linh thạch đó, ý hay. Ta từ chối. Hả? Không phải, à không phải, cái gì mà thưởng tiền với không thưởng tiền chứ, ta là vì chính nghĩa mà. Không ổn rồi sư phụ, gia nghĩa cút ra đây. Thành nam mà đại tỷ tìm người, báo người trả tiền. Hạ bảo ta không có nhà. Cái lão đầu khốn, à tử khốn nạn đó uống rượu xong không trả tiền. À mã sư tỷ, à tỷ đã bảo sư phụ nhà ta không có nhà bà. Bảo ông ta quay về đây nhanh chóng trả tiền. Nếu không, ta thấy lão ta là đánh. À vâng vâng vâng, đi thông thả. Hòa tử chính nghĩa, cây đó à, tiểu việc gì. À sư phụ cũng không muốn đâu mà, con đã cắt giảm linh thạch của sư phụ rồi, sư phụ nợ trả không nổi, nếu bị người ta bắt đi bán thân trả nợ thì phải làm sao? Nếu để hai già thế lực khác trong thành biết được sư phụ đi bán thân, xương cốt này của sư phụ à không, không có trụ nổi mấy ngày đâu. Ta là bất đắc dĩ mà mới muốn lấy ngô kinh đi đổi lấy tiền nhà vương gia, sư phụ cũng không nỡ giao nó đi mà. Xì, ta coi thường ông, người ngậm mồm. Không được giao hắn ta đi. Đây được cứu rồi. Hơn nữa, muốn cái cây vạn niên xích viêm tạo đó cũng cần một lượng lớn linh thạch. Bệnh của cồn không thể kéo dài đâu. Giao hắn cho vườn già đổi lấy tiền thưởng là vấn đề được giải quyết rồi. Làm như vậy thì một mũi tên trúng hai đích. Hai người cũng không nhẫn tâm nhìn sư phụ bị truy sát vì nợ nần chứ. Nhìn sư tỷ người không muốn mua, không mua được dược xích viện thảo, không chế được cái hàng khí trong thành, tưởng bán thì sao? Thì thôi. Chút tiền thưởng đó có là gì? Chỉ cần cho ta thời gian, đừng nói 10 vạn linh thạch, 10 lần, 100 lần như vậy thì không thành vấn đề. 10 vạn trung phẩm linh thạch đó là thu chi của toàn bộ môn phái trong 20 năm đó. Sao ngươi lại chém gió như vậy? Tu vi thấp não có vấn đề, con nói xem nuôi nó có tác dụng gì? Hay hơn nữa, cỡ cả dao ra dìu dắt thì bị thiến sẽ không nguy hiểm đến tính mạng đâu. Thầy ông nói vậy mà giống con người nói sao? Sư tỷ, hãy tin ta. Được rồi, đừng nói nữa, ta có lý do của ta. Tóm lại không thể giao người đi. Hay không có trách nhiệm thì không có tinh thần hy sinh. Lão phu giáo dục thất bại, quá thất bại rồi. Sư tỷ, cảm ơn tỷ nhiều. Là tỷ thừa tài nhất. Có kỹ thứ này đi. Lệnh truy nã của các đại thế lực vẫn chưa gỡ bỏ, bao lâu thân phận không ai cứu được người đâu. Còn nữa, để ta phát hiện người đi hại con gái người ta, ta sẽ, ta thề, gái không phạm ta, ta không phạm gái. Quỷ mới tìm người. Chuyện niệm hòa lệnh ta đã điều tra giúp người, bản thân ngươi cũng cẩn thận một chút. Hả? Để đã sư tỷ, vậy xích thảo gì đó rất quan trọng đối với tỷ sao? Chuyện của ta không cần người quan tâm. Sư tỷ, tỷ yên tâm, từ nay về sau chuyện khó khăn gì đều có ta. Lại một đêm trăng tròn vời vợi một bầu trời thì nhiều sao vô cùng. Màn chính thì đang học. Ta quả nhiên đã xuyên không vào game khai thiên rồi. Thiên Nguyên đại lục, đại vũ trị thủy, phân thành Cửu Châu, kiến lập đại hạ hoàng triều, đúc cửu đỉnh chấn áp các châu. Châu phủ của các châu sẽ do người chiến thắng thiên khởi đại tỷ trăm năm một lần đảm nhiệm, đều là những người mạnh nhất của các cửu châu. Các bạn nhỏ thông minh có lẽ đã phát hiện ra ta đang nói thiết lập đó. Còn các thế lực của đại hạ đang dược pháp bảo cũng phân thành phàm huyền thánh tam giai, mỗi giai phân thành tam thượng, tam phẩm, thượng trung hạ. Tu luyện cảnh giới phân thành 7 cảnh lớn, bảy cảnh giới lớn, mỗi cảnh giới lớn phân thành cửu đoạn, từ thấp tới cao lần lượt là uẩn thế, liều nghiệt, khải linh, kỳ hồn, điếc bạc, tung thánh và thần võ. Ta có hào quang của nhân vật chính, uẩn thế đổi thành khải linh chắc không thành vấn đề lớn gì chứ. Ai thông thường thì đừng có lật mặt nói xong rồi người mơ đi. Cũng không biết cái tên này còn nợ bao nhiêu phong lưu. Ý, sao ta lại thiếu vài trang chứ? Trước đó không bị thiếu trang nào mà. Kỳ lạ quá. Ý, tại sao sư tỷ lại nhận được niên hoa lệnh? Là ai giả mạo ta phát đi sao? Chuyện này phải điều tra rõ ràng. Lệnh bài của sư tỷ không phải là ta đặt ra sao? Sư tỷ nói có lẽ là chuyện này thú vị.
xem ra phía sau còn có người chỉ thị. Có điều bất luận là ai, ta cũng sẽ khiến ngươi biết thế nào là tàn nhẫn. Mà thôi, ngủ đi, ngày mai đi kiếm thêm điểm kinh ngạc. Mới sáng sớm mà ồn ào cái gì? Đại sư huynh đi tham gia phiên đấu giá thôi, đã chuẩn bị xong cho huynh rồi, mau lên. Phiên đấu giá? Vậy người có lẽ không ít, đến lúc trăng bước rồi, cơ hội tận không điểm kinh ngạc sao? Tội gì mà không đi? Tập 5 rồi sao? Nhanh quá. Ta là tên vén váy giỏi, nghe là biết. Ngươi là tiểu quận chúa đến rồi. À, ngươi có tiểu quận chúa đến rồi, không biết tiểu thư chạy đi đâu nữa rồi. Cấu châu thương hội ta tuy không có có lãnh địa, nhưng phân bố khắp đại hạ cao thủ vô số. Tiểu quận chúa phái bừa một người đến, liền muốn tiểu thư đích thần đến đón. Lẽ nào con gái của ung vương châu tôn quý hơn cả tiểu thư vương gia ta? Tình đương con nương giáo huấn rất phải. Thị nữ của vương gia thiên kim thanh nha. Ôi, à dám to gan như vậy? Ý họ là con chim, cái con súc sinh đầy lòng kia dám sỉ nhục ta giữa đường. Bắt đầu rồi. Đại nhân, chủ nhân của con chim này kỳ thực không phải ở Cửu Châu Thương Hội, là lên sủng của ai? Không ai thừa nhận đúng không? Vậy ta sẽ nhổ hết lông của con chim này nướng lên ăn. Để đã, mọi tử nhà tay chút, đừng làm hỏng chim bảo bối của ta, người của Linh Võ Tông. Phế vật Ngô Kinh của Linh Võ Tông có thể ngự kiếm phi hành sao? Mấy ngày trước không phải hắn mới là ổn tế xe đoạn à? Ngự kiếm được ít nhất cũng phải là liêu huy đỉnh phong. Linh Võ Tông, điểm kinh ngạc cộng 18, kinh ngạc cộng 12, cộng 17. Hai sư đệ sắp đến nơi rồi, cố lên. Sư huynh, huynh làm ra thứ này thật sự đó, ta chúng ta cưỡi linh thú không được hay sao? Người tu tiên phải có tiền khí ngự kiếm thế này. À đúng là đại sư huynh hiểu biết rất là nhiều. Ngự kiếm phi hành của sư tỷ cứ nhẹ tựa lông hồng vậy, không hổ là sư tỷ. À, sư huynh cái này không cầm nổi, dùng sức đi bê lên. Chính là các người sử dụng con chim này để sỉ nhục ta. Hỷ, còn không mau đi giải quyết. À, vì con nước này sư hiểu nhập rồi, sư việc không như cô nghĩ đâu. Ồ, thực ra con vẹt này có năng lực đặc biệt, chính là phân biệt huyết mạch và vận khí của con người. Huyết mạch càng đặc biệt thì càng cao quý, thì vận khí càng mạnh, như vậy nó sẽ tiến gần hơn. Đáng tiếc con vẹt này của ta hồi nhỏ bị chấn thương sọ não, cho nên phương thức tiếp cận của nó có chút vấn đề. Cô nương nhìn thì biết thân phận bất phàm, khí vận đương nhiên không tồi. Con chim này của ta một năm là năm, à, hai năm, ba năm, năm năm. Ngươi nghĩ ta tin lời ngươi nói sao? Chứng cứ rõ ràng, ngươi vẫn còn chối cãi. Ngô Linh, Ngô Kinh, Linh Võ Tông, ngươi đúng là không coi vương gia đó gì. Đại nhân phải nghiêm khắc trừng pháp Linh Võ Tông, đều không, nếu không về sau còn ai nữa mặc vương gia nữa. Ngươi là ai thế? Tiêu Giao Môn nhị thiếu gia Tô Hực. Đại sư huynh, hắn là nhị thiếu gia của Tiêu Giao Môn Tô Hưng. Tiêu Giao Môn và Chu gia vẫn luôn muốn nuốt chửng Linh Võ Tông chúng ta. Nếu không phải có đại sư tỷ ở đây đợi năm chưa rồi, cuối cùng cũng xuất hiện tên phản diện, đời đó ta sẽ bóp bẻ ngươi. À, Tiêu Giao Môn, nghe nói tổ thượng có thể ngược dòng về thời kỳ thượng cổ, tộc nhân của họ đều có huyết mạch của thượng cổ thần thú. Còn vốn dĩ Tiêu Giao Môn là bá chủ của Ung Châu, nhưng 10 năm trước sau khi gia chủ của họ tranh đoạt Ung Châu vương vị qua đời, gia tộc ngày càng suy thoái, cá tộc di chuyển đến Càng Lăng Thành. Làm gì đó? Ta thấy có họ thay đổi hình tượng, có muốn tìm hiểu chút không? Khi câu mà thấy người chân đất nhà quê, chỉ cần 20 hạ phẩm linh thạch được thể giảm giá 20%, còn tích điểm nữa. Cái thứ quỷ gì vậy? Nói năng bừa bãi, tính ra ai có biết thời thượng. Đã vậy cứ chờ đó, đợi anh đây xong việc tìm một nơi đông người xử lý người sau. Ngươi còn gì để muốn nói được không? Cô nương, lời tại hạ nói là thật, có thứ này làm chứng. Muốn đút lót ta? Ngươi có Cửu Châu Thương Hội vương ta, cái gì mà chưa từng nhìn thấy chứ? Cô nương cứ nhìn qua chắc chắn sẽ tin tại hạ. À, thương đạo quả nhiên là người trung thực, ta tin rồi. Đôi thiện cảm tăng lên ly vào mắt, điểm kinh ngạc công 18. À, cái đó cũng được sao? Đại nhân không thể tha cho chúng nó như vậy được, nếu không. À được rồi, chuyện này đến đây thôi, ai còn nhắc nữa thì đừng trách tại không khách sáo. À còn nữa, quản con chim của người cho tốt đi, lúc nhìn thấy tiểu thư nhà ta thì đừng có làm loạn. À yên tâm đi cô nương, không có sự đồng ý của ta, con chim này sẽ không dám tiếp cận ai đâu. Các ngươi vào trong đi. Cảm ơn cô nương. Đi đây hư công, lần này khiến ngươi thất vọng rồi, bốn thiếu gia đây nhất định sẽ làm nhiều hơn. Đáng ghét. Sư tỷ,
Tỷ không hiếu kỳ ta cho cô ấy cái gì sao? Không liên quan tới ta. Sư huynh đệ muốn biết, đệ nói, à huynh nói cho đệ biết đi. Thực ra là một số sòn phấn nước thôi. Con gái mà không có năng lực chống đỡ nổi những thứ này đâu. Hóa ra là vậy, không hổ là đại sư huynh. Không có nữ nhân nào từ chối sòn phấn, độ hào cảm tăng lên rõ rệt. Vì điểm kinh ngạc, hôm nay ta đã chuẩn bị rất đầy đủ rồi. Sư tỷ đừng ghen, ta đã chuẩn bị cho tỷ một phần tốt hơn đây. Vô gì? Vậy ta tặng người khác vậy? À, cứ để ta giữ thầy người. Tránh đã. Người tránh. À, người ra ngoài hại, à tránh cho người ra ngoài hại con gái nhà người ta. Ai con gái mà đúng là loài động vật nói một đằng làm một nẻo mà. Sư tỷ, hôm nay tỷ là lạ nha, có phải bị ốm chứ? Đừng có lắm mồm. Chu gia, nhắc đến cô có liên quan đến sư huynh đó. Đúng rồi, vừa nãy nói Chu gia và Tiêu giao môn đang áp chúng ta. Người của Tiêu giao môn đã gặp rồi. Phía Chu gia thì tình hình thế nào? Có chuyện sao? Đa tạ ơn không gã. Từ nhỏ Chu gia, tiểu thư có đã đính hôn, ước với sư huynh và kết quả. Có phải chê ta thật lộc thấp, tối hôn với ta rồi không? Sư huynh à, huynh hồi phục trí nhớ rồi. Hồi phục cái con khỉ. Cách này trong tiểu thuyết viết đầy ra, trốn kết hôn ta thích. Cứ đợi Chu gia tiểu thư quỳ xuống trước mặt ta kêu la hối hận đi. Tránh ra hết. Người chờ đến rồi kìa. Ta muốn xem xe. Người làm thế nào khiến cô ta quỳ xuống hối hận? Ta muốn xem bà. Hả? Sao mình lại có dự cảm không lành vậy? Tránh ra, yêu thú của ta mất khống chế rồi. Ý, tôi chết. Ui, không ổn rồi, xảy ra chuyện rồi, không kịp nữa. Hả? Tiêu giao môn thí chủ, Tô Phục. Không sao chứ. Chu gia đại tiểu thư, Chu Bích Việt. Ê vãi trưởng, tại sao cái thân hình như vậy mà lại cái khuôn mặt như thế này chứ? Tiểu con người không sao chứ, đều trách ta không tốt. Hả? À, Chu muội, tính cách của muội vẫn mềm yếu như vậy. Chuyện gặp chuyện là hỗn loạn ngay. Nếu không với cái thực lực liều nguyên cửu đoạn của muội, khống chế yêu thú sẽ dễ như trở bàn tay. Ý. Đa tạ hai vị. Cách sáo rồi, vốn hoa hạ là do Chu muội gây ra. Người đã xin lỗi là bọn ta mới đúng. Hơn nửa tháng rồi, tu vi của cô vẫn không tăng chút nào sao? Linh Võ Tông các người xem ra thật sự không cần thiết tồn tại nữa rồi. Không liên quan tới người. Ý. Người định đi đâu? Đến lượt người biểu diễn rồi. Huyết mạch con ta có thể nhìn. Đời sau của nhị sư huynh là quá đáng đó. Ai ta cảm ơn không gã của cô ta. Ý. Ngô Kinh, người đứng đây từ chiều tới giờ chờ ta sao? Đừng quấy rầy ta nữa, chúng ta không thể đâu. Ta và Tô Ca Ca tinh tình đầu ý hợp, mấy ngày trước đã đến hôn rồi. Đừng có nằm mơ nữa, trái tim ta đã thuộc về Tô Ca Ca rồi. Người so với Tô Ca Ca giống như là con đêm đếm với trăng sáng vậy, khác biệt quá lớn. Hả? À, cảm ơn cô. Cô từ chối cuộc hôn nhân này, người đọc đều muốn chúc mừng cho nữ chính đó. Thứ gì vậy chứ? Nhất thời nói cho sướng mồm thì được tác dụng gì? Không mua được xích viên thảo, tiền thu nguyệt chết chắc rồi. Con Linh Võ Tông cũng còn thoát khỏi vận mệnh bị Tô gia nuốt chửng đâu. Vạn niên xích viên thảo, Tô Ca Ca đã chuẩn bị mua làm sính lễ cho ta rồi. Ta mà là người chi bằng giữ lại linh thạch, chọn một cái bia mộ hợp phòng tỷ cho sư tỷ ngươi. Các người kết hôn ta không có ý kiến, thậm chí còn muốn cho thêm một tí lai nữa. Nhưng ngươi dùng xích viên thảo làm sính lễ, vậy thì kết hôn của các ngươi sẽ là không thành rồi. Sư tỷ, quay xe. Đến khẩu trang ta còn mua được chứ đừng nói là xích viên thảo, muốn tiêu diệt Linh Võ Tông ta. Ngươi nằm mơ rồi. Ăn nói ngông cuồng, Linh Võ Tông ngươi làm gì có nhiều linh thạch chứ? Cái tên phế vật này sao giống như biến thành người khác vậy? Đại ca, bên kia chuẩn bị rồi, chỉ chờ tôi. Ca ca, mau đến đây. À, đại ca, vất vả cho huynh rồi. Những lời như vậy về sau không được nói nữa. Ồ, tay có phải là không cần nữa rồi không? Vừa rồi là khí thế mà thôi, trong phim nam nhân thực sự quay về, quay người cũng phải bá khí chứ. Lại bắt đầu nói nhảm rồi. Sư huynh, vừa rồi huynh thực sự quá đẹp trai. Có điều sư huynh à, nếu chỉ là tiêu giao môn thì chúng ta đương nhiên là không sợ. Nhưng cộng thêm Chu gia, yên tâm đi, ta vẫn còn sát chiêu. Là chiêu gì vậy? Siêu năng lập phường. Là cái quái gì chứ? Thôi, chuyện tới đây đã kết thúc tập 1 rồi. Nếu em nào thấy bộ truyện này thì để lại một like, nhấn đăng ký kênh nếu mà nào chưa đăng ký kênh nhé. Bộ truyện này mình đọc tới đây mình cũng chẳng hiểu cái gì cả. Tình tiết cũng hơi là xàm quá đi. Nhưng mà các xem về sau. Mời đi bên này. Vị trí quý tổng ở lầu 2 Thiên Bính Tự Phòng. Những chỗ ngồi đó là sắp xếp cho ai? L1 không chia cụ thể, cách đến trước thì ngồi tùy ý là được.
Vậy ta ngồi lầu một. Người đấu giá rất nhiều. Sợ là... Nhiều. Chính là cần nhiều đó. Không thì trang bước cho ai xem. Chu gia và Tiêu giàu môn ngồi đâu? Theo yêu cầu của hai tông môn đó sắp xếp ở Thiên Tử Ất Phục. Đối diện với họ, ta ngồi ở đây đi. Sư huynh, ngồi đối với họ, đối phương ngồi ở trên cao nhìn xuống chúng ta có vẻ không hay cho lắm. Chính là muốn bọn họ nhìn rõ khuôn mặt đẹp trai này của Toa. Làm như vậy lát nữa sẽ đạt được cái biểu hiệu quả tốt nhất, tối cường trang bức vườn. Hiệu quả gì? Các vị đã quyết định, vậy ta không miễn cưỡng nữa. Chúc các vị đấu giá như ý. Các vị đã quyết định rồi, vậy thì ta sẽ không miễn cưỡng nữa. Chúc các vị đấu giá như ý. Tokaka, Quỳnh có mệt không? Để ta bóp da cho Quỳnh nhé. Gần đây thì Lan Dỗi nối khớp nội môn, không có mặt để hôm khác đi. Giáp Phong là người tiểu quận chúa phái đến à? Còn Linh Võ Tông có lẽ ở Bính. Còn Linh Võ Tông có lẽ ở Bính à? Người đâu? Không phải lên trước chúng ta rồi sao? Ừ, hư cung. Muốn cắt tóc thì liên hệ với ta nè. Gọi cắt sấy chỉ có 20 linh phập hạ phẩm thôi. Đại hạ tối cường tạo mẫu tóc. Nói lại lần nữa, ta tên là Tô Hưng, đừng có gọi là hư cung. Hư cung là cái gì? À, ta cũng không biết, nhưng mà ta cảm thấy hắn đang sỉ nhục ta. Tuy ta không có chứng cứ. Ngồi ở lầu 1 cũng tốt, chẳng đấu được xích viên thảo nào. Những thứ còn lại trước khi hét giá, có thể nhìn kỹ một chút. Diệu Tiêu, trước khi mua đồ phải nhìn kỹ một chút đó. Chu Bụi, Linh Tịnh chuẩn bị xong chưa? Đồ cà cà yên tâm, hôm nay huynh muốn mua gì đều cho huynh ăn cả, ăn hạch đào đi. Chu Bụi, lần sau nhẹ tay một chút nha, đập nát hết rồi thì không có gì mà ăn đâu. Sư tỷ tỷ tin ta không? Ngươi muốn làm gì? Tỷ chỉ cần tỷ giao Linh Tịnh cho ta, chuyện đấu giá cứ để ta. Ta đảm bảo xích viêm thảo lấy về tay cho tỷ. Giữ lấy, hả? Dạ, giao cho ta thực sự được sao? Tỷ yên tâm giao cho ta vì sao? Không hỏi ta định làm gì sao? Tỷ quận chúa cũng muốn cây linh thảo này. Tỷ lệ thắng của chúng ta vốn không cao. Còn nữa, ngươi là sư đệ ta. Không tin ngươi thì tin ai bây giờ? Đừng nói là tỷ quận chúa. Kể cả tiểu cung cử đến hôm nay cũng phải để lại thứ này. Phòng chữ giáp, mau chóng bắt đầu đi. Một trong 7 hộ vệ của tiểu quận chúa Lâu Thiên Kiêu. Tỷ quận chúa, con đang chờ ta về phục mệnh đó. Bây giờ phiên đấu giá chính thức bắt đầu. Vật phẩm đầu tiên: Vạn yêu trong rừng rậm, trầm hương mộc thành loạn từng đậu lại. Hòa thơm quá đi, thơm quá. Trầm hương có một ký tức thành loạn cũng coi như là hiếm thấy. Khởi điểm 10 trung linh phẩm, linh thạch chứ. Bây giờ bắt đầu. Vậy thì mua về tặng cho Chu Muội coi như quà sinh nhật năm nay đi. Tokaka huynh thiệt tốt. Lâu huynh không ra giá sao? Bảo vật như vậy, theo lý mà nói thì nên thuộc về tiểu quận chúa. Vật này tuy quý hiếm nhưng cũng chỉ để ngửi hương theo ta. Ra giá gấp 10 chắc chắn lấy được vật này. 100 linh thạch. 100 linh thạch sao? 1000 linh thạch. Cái gì? Cùng bước lui tặng. Này, còn ai nữa? Cái gì? Đã ổn hơn chưa Tokaka? Chưa muội à, được rồi. Còn đấu giá nữa thì sẽ nhổ ra không phải là nước nữa đâu. Ngô Kinh, giá khởi điểm là 10 trung phẩm linh thạch, không phải hạ phẩm đâu. Hạ phẩm, trung phẩm, ta vẫn phân biệt được rõ ràng, không cần ngươi phải lo lắng vừa bãi. Có tiền thì mau theo, không thì cút đi. Khốn nạn, ngươi coi thường ai chứ? Ai, bình tĩnh đi chưa muội, đừng có sập bẫy. Ngươi hét giá như vậy cũng là muốn kích thích bọn ta ra giá cao hơn. Tiêu hao linh thạch của bọn ta là để bọn ta rút khỏi tranh giành xích diêm thảo. Thì người nói đón trúng coi như người thắng. Đầu tiên kích nộ bọn ta ở người cửa, sau đó cố ý hét giá, tâm cơ cũng thầm thiệt đó. Quà may mà Tô Minh Ca thông minh hơn, mới không bị cái tên này, tên phế vật đó chơi điểu. Chỉ là Tô Ca Ca không cần xin lỗi. Quỳnh mãi mãi không cần nói cái câu xin lỗi với ta. Để muội chịu thiệt thôi, vốn đã hứa với muội rồi. 1000 linh thạch lần thứ nhất. Phòng chữ giáp, cầu Quỳnh không ra giá được sao? 1000 linh thạch lần thứ hai. 1000 trung phẩm linh thạch
tương đương với lương 10 năm của ta, ta không bị chơi đẻo đâu. Cái tiểu thành hiểu lính xà xôi này lấy có tông môn nhiều tiền như vậy sao? Hai lão nương mất mặt rồi. 1.000 linh thạch lần thứ ba. Thành giao. Đại đệ tử phế vật của linh võ tông này không ngờ lại bại gia như vậy. 1.000 trung phẩm linh thạch đủ để đến trích tiên chuột ba cô nương về rồi. Chúc mừng Ngô thiếu gia đã đấu giá được bảo vật này. Mời đến hậu viện giờ linh thạch lấy bảo vật ra. Cái cây búa to như vậy có gõ to hơn nữa không? Đây đều là ý của tiểu thư nhà ta. Nói búa như vậy mới xuất được khí thế. Tiểu thư mà hắn nói liệu không phải là... Nhìn cái độ to của cây búa này lớn như vậy là bằng cả 10 bà họ chủ kia. Thân phận tuyệt đối không thể bạo lộ. Sư tỷ, để ta lấy bảo vật về cho tỷ nha. Đại sư tỷ à, tỷ thật sự tin vào sư huynh lấy được xích diêm thảo sao? Hắn sẽ không hại ta, ta tin hắn. Sư huynh đã rót thuốc mơ hồn cho sư tỷ rồi sao? Hy vọng tất cả đều thuận lợi. Sư đệ, đốt nó đi. Lửa to một chút, đừng để cùng ngửi hương vị. Hả? Có tiền thì tùy hứng, bảo đốt thì cứ đốt đi. Gọi ta là lôi kinh, chó. Ôi trời ơi, dùng 1.000 trung phẩm linh thạch mua về để đem đốt ư? Ai, chẳng có chút tình người nào cả. Thơm quá. Bọn họ từ khi nào lại có nhiều tiền như vậy? Làm bộ làm tịch, xem ra hắn cười được bao lâu nữa. Tôi ca ca uống trà. Bây giờ bắt đầu đấu giá bảo vật thứ hai. Vật này là dạ hổ đời đầu tiên Hạ Hoàng sử dụng. Sau đời đầu thì Hạ Hoàng rời khỏi thế gian, liền không ai đột phá niết bàn cảnh. Không chỉ người đi tìm vật phẩm mà đời đầu Hạ Hoàng sử dụng, hy vọng có thể nhìn phá huyền cơ. Tuy chỉ là một cái bình nhỏ có chút không thành công, nhưng cũng coi như là hoàng gia khí vật phù hợp mang về cho tiểu quận chúa. Nếu trong hôn phòng của chúng ta có khí vật này của Hạ Hoàng thì mua. Giá khởi điểm 50 trung phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch. Phòng chữ giáp, phòng chữ ốc 100. 5.000. Cái gì lại nữa sao? Hả? Khốn nạn, cái tên này rốt cuộc định làm cái gì? Tô ca ca, đừng có tức giận, uống hớp nước hạ hỏa, đừng trúng bẫy của hắn mà. Chị dâu, chúng ta đi đập hạch đào đi. Còn uống trà thì ta sợ không chịu nổi nữa đâu. Cuối cùng cũng đủ rồi. Ha. Tô hả? Chuẩn bị trải nghiệm sự vui vẻ của khai mang hạp đi. Tô Nguyên Quả, giá 100 điểm kinh ngạc. Công năng, nâng cao thần huyết. Chương 9, ta không có chút hứng thú nào với tiền cả. Cái thứ này cũng vô dụng với người. Cho ta mượn một chút, đừng có nhỏ mọn như vậy mà. Ta lấy thân phận xã hội chủ nghĩa tiếp bàn nhận đảm bảo với người. Lát nữa ta sẽ trả lại cho người. Hẹn ta đến nơi này nói chuyện làm ăn. Tính tình ngươi dị hợm thiệt đó. Thành con đường chê cười rồi. Nên cách biệt tránh tay mắt thì hơn. Là như vậy, trong tay của ta có 3 bộ bảo vật chuẩn bị giao đi để đấu giá. Có gì thì mau nói đi. Nhưng ta có một điều kiện, hình thức đấu giá phải làm theo ý của ta. Bắt buộc phải sau này đó như thế. Ngươi chắc chắn là muốn làm như vậy chứ? Theo như ngươi nói thì đâu có lợi ích gì. Ta có lý do của ta, thành cô nương cũng không cần hỏi nhiều. Ta có thể đồng ý với người, nhưng đồ đấu giá phải để ta kiểm tra trước. Dù sao cũng không phải là xác thép gì cũng đủ tư cách để bầu ta đấu giá được. Thành cô nương, có nhìn xem, người có loại bảo vật này sao? Tránh đường, tránh đường. Phế vật mua phế vật, ngươi như vậy mà cũng coi như là những người đồng tính à. Ai, tiền là phù du, hết rồi lại kiếm. Hư công à, ngươi nhỏ mộ quá đi. Ai, ta học được rồi. Ngươi cứ đắc ý đi. Ta xem lát nữa ngươi khóc lóc như thế nào. Vậy cứ chờ mà xem. Các vị hãy trật tự. Cuộc đấu giá tiếp theo sẽ bắt đầu ngay bây giờ. 3 bộ vật phẩm này là do một vị khách đề bạc là mới cho vào trình tự đấu giá. Nghe vị khách đã nói 3 chiếc hộp này là đều xuất phát từ trong một thượng cổ di tích. Do người đó chưa từng mở ra, cho nên cũng không biết bên trong có cái gì. Nhưng có thể khẳng định 3 thứ đó giá trị cộng lại chắc chắn phi phạm. Các vị tự suy nghĩ có nên đấu giá hay không. Giá khởi điểm là 1 trung linh thạch. Đấu giá bắt đầu. Chà, ai cũng bàn tán xôn xao coi thử có nên đấu giá hay không. Lấy gì? Không nhìn thấy vật
làm sao đánh giá được. Thứ này chắc chắn là muốn bán dành tôi. Cửu Châu Thương Hội trước giờ không từng làm giao dịch thua lỗ. Một túi to bạc đầu. Bất luận là bóng lớn hay là thủ pháp đánh bóng, hộp bóng này nhìn thì đã biết là mới. Cửu Châu Thương Hội này lẽ nào không nhìn ra? Ra giá. Hả? À, ta hiểu rồi. Đại ca quá nhiên suy nghĩ thâm sâu. 100 trung phẩm linh thạch. Ngô Kinh, không phải ngươi có tiền sao? Sao không lên tiếng đi chứ? Có tiền thì tùy hứng. Hỏi cái gì chứ? Đại bốt đều xuất hiện cùng lúc cuối cùng. Quạt nhanh lên. 100 linh thạch. Đại ca, hắn quả nhiên không có não. Chúng ta có cần tiếp tục tăng giá không? Không cần. Chính sự gấp rút hơn. Quá nhiều chuyện sẽ xảy ra vấn đề. 100 linh thạch lần thứ nhất. 100 linh thạch lần thứ hai. Đệ tử của Linh Võ Tông điên rồi sao? Ai mà biết chứ, người ngu nhiều tiền. 100 linh thạch lần thứ ba thành giao. Là do lần đấu giá này đặc biệt, ba hộp ngọc này đều hoàn thành giao dịch, phiền ngài ra trước thanh toán tiền. Cái thứ gì vậy? Sao nhảy bân à? Này, ta xem ngươi làm cái trò cười cho thiên hạ thế nào. Cái gì đây, quả này xấu quá à. Tô Nguyên quả. Đại ca, đúng vậy, có phải là Tố Nguyên quả thật không? Tố Nguyên quả này có thể nâng cao thuần huyết mạch. Nếu đại ca ăn nó, huyết mạch sẽ thâm tầng côn hóa. Ngô Kinh, thứ này với ngươi lấy cũng vô dụng thôi. Ta ra giá, à không, 1000 linh thạch mua lại nó. Ra giá cao như vậy sao? Xem ra quả này rất đáng tiền, vậy thì ta không bán. Hả? Tô Nguyên quả chỉ có thể nâng cao huyết mạch. Đối với nhân tộc, huyết mạch thuần khiết căn bản chính là không có tác dụng gì. Tiền có thể thương lượng thêm. Tô Nguyên quả thực sự không có tác dụng với các ngươi. Cho nên thứ này chỉ có tác dụng với hỗn huyết à. Muốn sao? Ta không bán cho ngươi đấy, đừng nói là 5000, à 500, 5000 cũng đừng hòng. Ngươi, người hỗn huyết ta đúng là không có, nhưng mà chim hỗn huyết ta cũng có một con. À, vũ thú, ăn đi. Có cảm giác rồi. À, thật vô lý, có hơi nông chút à. Còn đúng, sao ngươi lại không nói lắp nữa? Lão tử nói lắp kia đâu, ngươi thấy nóng. Bất tử điệu à, niết bàn phụng hoàng ta hiểu rồi. Tới 1000 trung phẩm linh thạch cho chị bạn, đúng là người ngu tiền nhiều. À, sao đột nhiên nóng vậy ta? Gấp cái gì chứ, đỡ chim nó nóng thêm một chút nữa đi. Quà wow, sao đột nhiên lại nóng như vậy? Liệu có phải là Châu Thương Hội tiếp tiền đã tắt điều hòa rồi sao? Hi, chim nóng chết rồi, thả ra ra ngoài. Mau nhìn kìa, chim của Ngô Kinh cháy rồi. Ngô Kinh thiên sát, ngươi rốt cuộc cho lão tử ăn cái gì? Ta bốc lửa cứu mạng. Liệu không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Nội lập chữa cho nó, cho nó rồi, không có vấn đề gì lớn. Bất tử điểu biến hình. Ôi vậy. Ý, cả gì? Lưu Mạnh cháy rồi, cháy rồi. Á, à, đừng mà. À, chị dâu à, chị nghĩ nhiều rồi. Trong mấy cuốn tiểu thuyết Thổ Tính Đại Thần cái biên thành truyện tranh hình như cũng có bất tử điểu, đều là một phẩm chủng. Tại sao con này không trong chẩn đoán tiên gì vậy ta? Nơi hiệu lính thế này lại có linh thú bất tử điểu huyết mạch sao? Lầu Quỳnh có hứng thú với con linh thú này sao? Hoang cổ di tích sắp mở ra. Lương Châu tiểu vương già đại hoàng tử Sơ La Đều sẽ nhằm vào tiểu quận chúa nhà ta. Nếu có con linh thú này, bất luận dùng cách gì, con linh thú này nhất định phải mang về cho tiểu quận chúa. Đáng chết, loại bảo vật như thế này là để tình ngu xuẩn đó mua được rồi. Hỏi cái gì chứ, con hai hộp nữa mà. Phiền quản lý tốt linh thú của mình, đấu giá còn phải tiếp tục. À, đừng có thể hiện nữa, quay lại đây. À, ta cảm thấy ta có sức mạnh, dùng công hết từ nay sẽ bay lên trời cao. Ngô Kinh, bình thường ngươi ức hiếp ta, hôm nay ta phải nướng chín ngươi. Làm loạn đủ chưa, con không quay lại thì về sau không cần về nữa. Hả? Biến hình lại. Hòa, wow, vẫn là sư tỷ lợi hại. Đấu giá tiếp tục tiến hành. Chiếc hộp thứ hai vẫn theo quy tắc cũ, giá khởi điểm 10 trung phẩm linh thạch, 100 trung phẩm linh thạch, 500 trung phẩm linh thạch. Tôi nghi quả này chắc chắn không có tác dụng gì với tiểu quận chúa chứ. Trung Châu Vương Phủ ta chính là có hỗn huyết linh thú, bất tử điểu huyết mạch đương nhiên là càng thuần thì càng tốt. 1000 trung phẩm linh thạch, đấu giá tài với cái trung ương Vương Phủ ta sao? 2000, đại ca, muốn thì nhường cho hắn, để hắn kiểm chứng chúng ta, xem còn lại có phải là Tố Nguyên quả hay không. Nhưng nếu bộ cuối cùng của tiểu quận chúa cũng chết viêm tẩu mới là chủ yếu mục đích của chúng ta.
2.000 linh thạch tầng thứ nhất, 2.000 linh thạch tầng thứ hai, 2.000 linh thạch tầng thứ ba, thành giao. Quả nhiên là tô nghiên quả, đấu giá lần này thu hoạch không ít nhỉ. Đại ca không sai, các ngươi có thể kiếm được một ít, nhưng ta nhất định sẽ không thiệt. Về lâu về dài xem ra các ngươi lát nữa cũng bao nhiêu tiền mà ra giá với ta. Bộ bảo vật thứ ba này vẫn quy tắc cũ, giá khởi điểm 10 trung phẩm linh thạch, 1.000 linh thạch. Khốn nạn, ngươi đến làm loạn đúng không? Hai ta chỉ muốn mua thêm cho chim về cho chim ăn thôi, có vấn đề gì sao? Vẫn còn bắt ta ăn nữa hả? À được, được, vậy thì ta xem ngươi có bao nhiêu tiền. 1.100 linh thạch. Lão huynh đừng nhúng tay vào lần này nữa. Đẹp quá. Ta ra giá 2.000 linh thạch. 3.000. Wow. Tổ nguyên quả chắc chắn có tác dụng gì với ngươi chứ, ngươi vừa về chỉ cho chim ăn thôi sao? Ta vừa mua là một con đực, bây giờ muốn mua cho con cái ngươi quản được à? Sao tiên kim có mua ông đây sướng mà. 3.000 linh thạch lần thứ nhất, 3.000 linh thạch lần thứ hai. Kỳ lạ, người của tôi gia sao không ra giá nữa? Không phải là hết tiền rồi chứ? Tôi gia trên bá thất bại, bị kẻ địch của gia tộc tiếp tục chèn ép. Nếu không phải liên hồn với chủ gia, thì đến linh thạch duy trì tộc dân tu tiên hàng ngày sẽ là không đủ nữa. Thật không ngờ, cứ nghĩ chúng ta đã đủ thảm hại rồi chứ? Đạn ghét. À Hưng, có phải linh thạch không đủ không? Ta đã mượn cha, mang hết linh thạch dùng được trong gia tộc đến rồi. Đi mua tố nghiên quả hết cho Toto Kaka đi. Cái này... Chưa xin mùi, nếu số linh thạch này mua tố nghiên quả, vậy xích phim thảo. Không sao, xích phim thảo không mua nữa. Nhưng diện mạo này của ta đã gần 20 năm rồi, ta đã quen với nó rồi. Hơn nữa bây giờ cũng ổn mà, không ai dám cười nhạo ta. Để cho Quỳnh có thể nâng cao thực lực, diện mạo này của ta có thay đổi thành bình thường hay không cũng không sao. Mà cái cuốn sách đó viết chưa chắc đã là thật. Vạn niên xích viên thảo có thể biến thành hình dạng bình thường hay không là chuyện chưa chắc. Mau đi đi. 3.500 linh thạch. Bắt đầu dùng tiền của tu gia rồi. Ta biết ngay ngươi không chống cự được sự mơ hoặc của càn hóa thầm đó mà. 4.000 linh thạch. 4.500, 5.500, 6.000. Ai nhà giàu này đang đối đầu với nhau sao? Sư tỷ à, số linh thạch chu gia có thể dùng đến bao? Số linh thạch chu gia có thể dùng đến bao khoảng bao nhiêu? Không quá 8.000. Thêm 3.000 linh thạch coi như là linh thạch nhiều nhất có thể dùng được là 11.000. Vậy kêu đến 10.000 đi. Làm được cũng không được quá ác, cũng phải cho người ta con đường sống nữa chứ. 1.000 linh thạch, 10.000, 10.500 linh thạch. Đây, 10.500 linh thạch lần thứ nhất, 10.500 linh thạch lần thứ hai, 10.500 linh thạch lần thứ ba, thành giao. Ai, cuối cùng cũng đi mua được rồi. Ta đi giao tiền lấy đồ. Chúc mừng Tô công tử. À, tốn 10.500 trung phẩm linh thạch mua cái thứ bỏ đi này. Tô gia các người đúng là người ngu lắm tiệt. Cho dù không có bọn ta tranh giành, thì võ linh tông các người cướp được của tiểu quận chúa sao? Không mua được vạn niên xích viên thảo, Thiên Thu Nguyệt còn sống được bao lâu chứ? Ân tố nguyên quả vào, đại ca ta sẽ tấn cấp đến khai linh cảnh. Đến lúc đó, Càn Lân Thành sẽ không còn chỗ đứng chờ linh võ tông nữa. Đại ca ngươi phải ăn được thì mới được chứ. Đại ca, tố nguyên quả mang về rồi đây, còn nóng đó, mau ăn đi. Tố nguyên quả cũng không phải là hỏa hệ linh vật, tại sao lại nóng chứ? Lẽ nào? Mở ra xem. Úi, tại sao lại có cục xích chứ? Đây là phân lượng nhà ta mà. Cửu Châu Tiên Hội, ta cần lời giải thích. Trước khi đấu giá vật phẩm ta đã nói, ba bộ vật phẩm Cửu Châu Thương Hội ta chỉ phụ trách cho đấu giá. Bên trong là vật gì bọn ta không hề biết. Ở chập trước ta đã nói với ngươi rồi, phải nhìn cho kỹ một chút, ngươi lại không tin. Khổ nạn. Vậy phiền Thương Hội nói cho ta biết thân phận người bán, quy tắc không hợp lệ. Vậy ta có thể hiểu là các người và kẻ khác hợp tác chơi không ta? Ta đáng sao? Ồ vào cái gì? Trước khi đấu giá quản sự đã nói rõ quy tắc rồi. Ngươi chịu cược thì cũng phải chịu thua. Đừng làm loạn trật tự đấu giá nữa. Làm hỏng chuyện của viện tiểu quận chủ, ngươi quấn vác đổi trách nhiệm này không? Tô ca ca đừng kích động. Ung Vương Phủ, cứ chờ đó cho ta. Tô gia bị chơi thầm quá. Không biết là ai làm mà lòng dạ đen tối như vậy. Lòng dạ đen tối, nghĩ sai rồi.
Tôi và hắn muốn cướp xích thi viêm thọc, chính là lấy mạng của sư tỷ. Sư tỷ chết đi, Linh Võ Tông có lẽ sẽ bị hại nhà Chu, sẽ bị hai nhà Chu Tô chiếm lĩnh. Chuyện trên đời này căn bản không có đúng sai, chỉ có góc nhìn, góc độ nhìn nhận của người trong cuộc khác nhau mà thôi. Nếu phải phần đúng sai, thì sai là sai ở người Tô gia động vào là ta. Sư huynh lễ nào. Anh trai hư cục, đừng tốn thời gian nữa. Người ngươi muốn tìm là ta. Đồ là ta bán đó. Bạch Khuyết kinh ngạc đến nỗi rớt hàm xuống đất. Đã điêu mũi vô cùng kinh ngạc, mắt cô ta tròn lồi ra. Vương Bất Cừ kinh ngạc đến nỗi ngã ra đất. Và cái điểm kinh ngạc cộng quá trời. Đáng ghét, nôn tiền lại đây ra cho ta. Mẹ kiếp. Cà, không sao chứ? Không sao. Coi Cửu Châu Thương Hội là cái chợ sao? Hai bên đều đã thỏa thuận, con dám làm loạn à? Làm ăn chính đáng mà, các người á, đi một ngày đàn học một sàn khôn, về sau tính ý một chút nha. Ngô Kinh, Thương Hội không bảo vệ người mãi độc. Hay thua thì đừng nói mấy cái lời trẻ con như vậy chứ, ta nghe chán rồi cái trò cũ rít. Hết tiền rồi thì không đi, ở lại đây làm cái gì? Cà, hay là chúng ta về trước đi. Vết thương của Quỳnh đây đã, ta phải tận mắt nhìn thấy bộ dạng tuyệt vọng của hắn không lấy được xích viêm thảo. Tô Cà Cà đừng tức giận, tiền không là gì cả. Chú Mùi, xin lỗi, đó là tấm lòng của Mùi, ta. Chú Mùi, đây đâu phải là lỗi của Cà Cà chứ. Trách Tô cái tình của Quỳnh kìa, lừa gạt chơi điệu, hãm hại người khác, sao có thể bằng Tô Cà Cà được. Chú Mùi, đạo giả tiếp tục tiến hành, xem các người ga ngược được bao lâu. Hết xì. Siêu huynh bị võ, Tiêu Gia Môn lần này trắng tay rồi. Đấu giá phải dùng não. Hiện giờ Tiêu Gia Môn đã không còn lực chiến đấu. Ung Vương Phủ thì lấy được Tố Nghiệp quả, cũng đã tiêu một khoản tiền lớn. Mà số tiền đó đều trong tay, trong túi của ta. Xích viêm thảo nhất định sẽ lấy cho được chữ tỷ. Ai siêu huynh, sao trước đó ta không nhận ra được huynh túc trí đa mưu như vậy chứ? Tính cả rồi, quả đó từ đâu mà có? Cơ duyên, ngẫu nhiên có được mà. Ồ, xin chú ý, bây giờ sẽ đấu giá bảo bối quý nhất kỳ hôm nay. Vạn niên xích viêm thảo mà mọi người luôn mong chờ. Cái loài cây này sinh trưởng ở Nam Vực, cư chi cực hỏa sơn chi tâm, có chức năng tẩy tinh phạt tủy, thay đổi xương cốt, giá khởi điểm là 1.000 trung phẩm linh thạch. Wow, úi trời, gì vậy? À, kẻ nào? Xích viêm thảo. À, trời ơi, yểm hộ Khải Linh Cảnh. Mọi người cẩn thận. Một tiểu trấn nhỏ như Càn Lăng Thành, tại sao lại có cầu thủ Khải Linh Cảnh chứ? Tô Ca Ca, Ngô Kinh, bên đó nguy hiểm, mau quay lại. Ôi trời ơi, ngươi nhắc ta hay là nhắc hắn vậy hả? Ẩn thế nhỏ bé. Siêu huynh, phát động tường bảo vệ, bỡ luôn. May mà đổi điểm lấy một cái màn che chắn rồi. Bà, người đi giúp cô Kinh đi. É, bốn đại điểu sẽ đến cứu người một lần vậy. Bà nhắm vào hắn. Hứ, bị. À, cái con chim ngu ngốc này. Chị Quỳnh không sao chứ? Ta không sao, đối thủ cũng có chút mạnh đó. Đừng cố nữa. Ở một chỗ đi, nhìn cho kỹ sư tỷ người. Sư tỷ, người trốn cho kỹ. Như vậy là giúp ta rồi. Ý, trời ơi, đánh nhau loạn xả rồi. Hệ thống Kim Thương Bát Đảo Thần Công, giá 1.000 điểm chức năng thông và không ngừng đánh đập, khiến chỗ nào đó kiện cứng như sắt. Ngươi hiểu mà. Hả? Loạn Hoa Thần Công, giá 1.000 điểm chức năng, triển khai công pháp này nâng cao mơ lực nhân cách, tăng cường lực hấp dẫn, hộ giá hộ tống cho người hái hoa. Hey, đây đều là mấy tà môn công pháp gì vậy? Quá nhiên là cho nhân vật phản diện dùng mà. Ý, đây là giá 4.399 điểm. Kinh ngạc, chức năng trăm sông đổ về biển, vạn pháp quỳ nhất, nghe nói rất mạnh, tác dụng thì không rõ. Cuốn sách này rất đáng nghi, số điểm đổi lại bằng chân chặn sẽ bằng na ná cái số điểm mà ta đang có. Hệ thống không phải là muốn đào hố cho ta đấy chứ? Có điều cỡ cả là công pháp bình thường, dưới cái ánh sáng của năm chính như ta thì cũng sẽ vô cùng mạnh mẽ. Ẩn thế tất đột, bát đột, cửu đột. Ngô Kinh,
Siêu huynh. Giờ đến lượt ta rồi. Vừa rồi đánh ta gờ gớm lắm vậy. Liều nguyên ngủ dài. Hả? Hả? Sao có thể? Để như vậy mà đã có thực lực liều nguyên cửu độ rồi. Giúp ta. Muốn đột kích, ta cho ngươi đi sau. Quay về, không cần ngươi. Siêu huynh mau quay về. Mau huynh không phải là muốn chết. Đối thủ của ngươi là ta mà. Đánh ta nè. Ê, đối thủ. Ý, kinh ngạc hết rồi. Ai, các ngươi chẳng biết gì về sức mạnh của hệ thống cả. Trời ơi, giết chết rồi. Ta còn đánh được 10 tên đó, đô rút về tay rồi. Ý, hả? Này đây đã, ta còn chưa trang bước xong mà. Mẹ nó chứ. Cái quỷ gì vậy? Cẩn thận. Ôi. Khốn nạn. Xong. Truyền tin về cho gia chủ các nhà. Nhanh chóng đưa người đi truy kích kẻ xấu. Đưa người. Tuyệt đối không được để chúng mượn xích viêm thảo đi. Lũ người mặc áo đen này lai lịch bất phận. Chúng ta tốt nhất đừng có phân tích ra. Trước mắt tuy có chút không vui, nhưng mà chuyện này Tô Hạ xin góp một phần. Hồ không phải là muốn chọc kệ bánh xe Ung Vương phủ sao? Nếu có cơ hội tìm được xích viêm thảo, ta vẫn muốn tranh đoạt về cho chú mùi. Tô ca ca, khốn nạn, thứ này Lão Tử định lấy mà cũng dám cướp sao? Cơ thể có gì bất thường không? Tu vi thế nào rồi? Hả? À, nhìn thấy sư tỷ khổ chiến, tình thế cấp bách, cảm giác đang điện cái chút nóng, một luồng khí hồng hoang chi lực đã bạo phát ra. À, là thật đó sư tỷ hả? À, chúng ta mau đuổi theo đi, cái xích viêm thảo đó phải lấy về cho bạn được. Không được. Ý, trong trường siêu huynh của người cho tốt, cảnh giới của hắn đột phá dị thường, để hắn ngoan ngoãn ở phía sau ổn định cảnh giới. Vâng sư tỷ. À sư tỷ à, ta có, không phải. Không có đó, tỷ phải cẩn thận đó. Hay cái tên đã nhiễm hương phấn của ta, mọi người đi theo ta. Đại thúc tình tế. Siêu huynh sao lại? Hay nói đến chơi dây thừng, sư tỷ ngươi còn kém xa ta. Sự việc kịch tính như thế này sao ta có thể bỏ qua chứ? Ngươi làm cái gì? Biển đẹp đẽ một chút. Lát nữa đưa ngươi đi tìm chim cái. Là thật thật sao? Đắt hơn cả trần châu đó. Nếu tinh thần tiểu hỏa không mời tự đến. Chim bì bì, chúng ta đi. Sư huynh đưa ta theo dưới. Rung lẫy bảy chức dưới hồng mông của bổn đại gia đi. Tập này đến đây là kết thúc rồi. Nếu em nào thích bộ truyện này thì để lại một like, nhấn đăng ký kênh nếu bạn nào chưa đăng ký kênh nhé. Rừng rậm yêu thú, biên giới Ung Châu, Lương Châu, khu không có người lớn nhất. Ý, sao càng bay càng lệch vậy? Nơi này theo lý mà nói là phải nơi quét quái luyện cấp tìm bảo vật mới đúng chứ. Khu nguy hiểm yêu thú cấp 3 đến cấp 6. Ban đêm thì có sương mù. Khu cắm vào thì yêu thú cấp 7, cấp 9, cấp độc chướng. Khu an toàn cấp yêu thú 1-3, cấp tín hiệu gây nhiễu. Tại sao cướp đồ không giấu cho kỹ, còn đi dúi vào nơi này chứ? Không đúng, phải nhanh chóng đến bên sư tỷ mới được. Cái con chim ngu ngốc này, nơi này đã bay ra 3 lần rồi. Bên dưới hình như một điểm tiếp tế xuống dưới. Chúng ta phải đi hỏi đường. Ấy. Ý. Người đâu rồi? Hả? Một nhân vật nữ nào đây? Người này tu vi cao hơn ta. Ngươi là ai? Ngươi đến đây làm gì? Mọi người ở đây đâu rồi? Còn nên đừng hiểu lầm, tại hạ chỉ là đi qua, muốn hỏi được, nhưng hình như là không phải lúc. Giờ ta quay lại nơi này chỉ có mình ngươi. Có thể khiến người ở đây, ở nơi này đóng quân biến mất im lặng không dễ dàng gì. Cô có thấy đâu có đâu đó có vấn đề không? Ta chỉ là ra ven sông lấy nước, kết quả vây về mọi người đều đã không thấy đâu nữa. Không sao, ta giúp cô nghĩ cách. Đủ cự ly rồi, ẩn xuống. À tiểu con nương à, đó thuốc mê với ta thì có tìm nhầm người rồi. Mang về nước mà không thấy cái gì đựng nước, vậy thì chỉnh chu. Sớm biết cô đã có vấn đề rồi. Lệnh bài của tổ chức nào, nội ứng à? Nơi đóng quân bị xử lý sạch sẽ thế này, không có chút nào loạn cả. Người có danh trại đều giấu ở trong này. Người này giả mạo là người có danh trại đã muốn làm gì? Cô cứ vào trong đó đi. Ồ, có người quay về à? Người tiếp ứng đâu?
thông qua lệnh bài xác nhận thân phận xong. Cũng phải, làm nội gián ai mà nhận ra được trông như thế nào, vậy thì ta yên tâm rồi. Các ngươi đến muộn như vậy, lũ người ở đây xử lý xong cả rồi. Có điều chuyện quan trọng như vậy, ta phải kiểm tra lệnh bài. Ngạo nghĩa cái gì, làm nội gián lòng dạ đều đen tối. Quả nhiên không phải là đơn lẻ. Đám người này trông có vẻ là che đậy, nhưng nhìn thế nào thì cũng giống là quân nhân, màu sắc rất mới. Xem ra lũ người này là mới tụ tập lại, được chưa? Được rồi, vào trong đi, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành rồi. Được, cảm ơn. Ngọt ngào, đang cười cũng rất ngọt ngào. À, đây không phải là danh trại sao, người đâu, làm chút rượu. Không phải nói xử hết rồi sao? Không rồi, sư phụ. Ý. Ai? Màu bắt hắn lại, đây là tông chủ Linh Võ Tông của Càn Lăng Thành. Hả? Bố trận. Bố trận. Lên. Ai vô làm cái gì vậy chứ? Sư phụ thối, hợp tác một chút đi. Dựa vào đâu ta không làm xong chuyện tay của ba tùy ý ông. À, ta không phải người thật, ngươi là chó thật rồi. Xác nhận qua ánh mắt là ngươi biết hiểu ngầm. Chuyện bấp bệnh quá, mặt của lão phù đầu quá, đau quá. Không tồi, không ngờ lão đầu này lại có thân phận như vậy. 8 giờ tin tức là bổn phận của tại hạ. Bắt được lão cũng nhờ vào trận pháp tinh diệu của các vị. Rất là ngạo khí, năng lực đúng là không tồi. Đương nhiên rồi, pháp trận tả đại nhân đặc biệt sắp xếp cho chuyện này. Tất cả tiếp viện bên Ung Châu, một cái cũng đừng hòng qua được. Tả đại nhân, tông chủ này nếu để ở đây sợ là đêm dài lắm mộng. Ta nghĩ rồi, nên sớm áp giải về cho tả đại nhân. Đây là chuyện đại công, hơn nữa chắc chắn là công lớn nhất. Đại nhân nếu không thể yên tâm thì có thể chọn một người đi cùng ta. Hay mọi người đều là đồng bào, có gì mà không yên tâm chứ. Thiết trụ, đến đây. Đại nhân cùng áp công đại nhân này áp giải phạm nhân về dịch trại đại dịch. Vâng, đại nhân có gì căng giận cứ từ từ nói, tại hạ đi giải quyết một chút. Được, cứ đi đi. Hệ thống, đến doanh trại của các người đi một vòng, cũng phải để lại lễ vật chứ, nếu không thì không phải là thiếu lễ độ sao? Thứ này không tồi, nhưng sao vẫn bị khóa chứ? Bỏ đi, dùng tạm cái này vậy. Đánh nhau với các người, điểm kinh ngạc kiếm được cũng dùng cho các người luôn. Điểm kinh ngạc trừ 75. Dặn dò xong chưa? Vậy chúng ta xuất phát thôi. Lên đường cẩn thận. Yêu thú sầm lầm triệu đến là không tiện. Không chắc. Có điều chỉ cần làm theo tả đại nhân sắp xếp là được. Lần này xuất trận lớn đó, điều động đi nhiều như vậy, nhiều quân đệ như vậy. Danh trại tiếp viện của Ung Châu bên ngoài yêu thú sầm lầm bây giờ có lẽ đều là người của chúng ta rồi. Hiểu rõ về địa hình của Ung Châu như vậy, liệu không phải sư tỷ cũng đang trong rừng, không biết bọn họ phát hiện ra gì không? Chúng ta đi nhanh lên đi. À, ở phía trước rồi, danh trại của tả đại nhân. À, vất vả cho ngươi rồi, ngươi có thể nghỉ ngơi rồi. Ngươi muốn độc chiếm công lao? Muốn tranh công với ta sao? Công lớn đương nhiên phải thuộc về đại nhân nhà ta rồi. Các người thật nhàm hiểm. Sư phụ, đành với như vậy thôi. Cái tên bất hiếu nhà ngươi lại muốn nhân cơ hội đánh ta. Thầy sao lại như vậy được chứ? Đang uống rượu hát hò vui vẻ, đột nhiên lại vì một đồ đệ như ngươi bắt à? Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? À, ta đã chuẩn bị trà trộn vào doanh trại của chúng, xem rốt cuộc bọn chúng định làm cái gì, có ảnh hưởng đến an nguy của sư tỷ không? Được yêu mến bảo vệ đồng môn trưởng thành rồi, cho nên sư phụ à, ngươi có muốn diễn thêm một lần nữa không? À, ta còn chuyện cần làm. Sư tỷ vào chờ người đó. Đạo cụ ta đã chuẩn bị xong hết rồi. Sư tỷ mà biết người vì tỷ ấy mà xông vào nguy hiểm, nhất định sẽ vô cùng cảm động. Lương tháng của người không phải là có thêm sao? À, dây cũng không phải là không thể. Dừng lại. Các người, Sam Lâm đại nhân và trinh sát dành tại sao lại bây giờ quay lại? Mặc lệnh của tả đại nhân, không nên hỏi thì đừng có hỏi. Có một số thứ biết rồi thì phải rơi đầu đó. Lệnh bài không có vấn đề. Tả đại nhân chuẩn bị xong cả rồi. Ta đến ngày thay y phục. Nô tỳ đáng chết. Không sao, ta luôn rất khoan dung với mỹ nhân. Cảm ơn tả đại nhân tha mạng. Đây là nô tỳ trang điểm có hơi lòe loẹt. Nói xem thứ đồ không hoàn mỹ này có giá trị để tồn tại không? Không. Đẹp quá.
trang điểm lại cho cô ta rồi kéo ra ngoài cho yêu thú ăn. Chú nhân từ, nhiều lần nhiều cái lán trại như thế này rốt cuộc định làm cái gì chứ hả? Đồ nhi nhìn này đều là bị yêu thú cắn xé chết rồi. Nhanh theo đi, theo nhanh lên, đến đây sẽ là có nhiều người dân thường ở trong vùng dân thế này. Tạ đại nhân, dân trại ngoài rừng rậm phái người đi tìm tức tới. Ồ, bái kiến tạ đại nhân. Các ngươi đúng là to gan vậy, dám mạo xưng là người của ta. Nói, các ngươi là ai? À, tạ đại nhân minh giám, hai người chúng tôi nằm vùng ở mật thám ở Ung Châu có lệnh bay làm nhân chứng. Không phải chứ, cũng không thể quen từng người được chứ. Mật thám dưới tay ta làm sao có thám tử vừa già vừa xấu như vậy được? Hả? À, tạ đại nhân à, không biết, người này nằm vùng trong Linh Võ Tông Môn phái số 1 Cần Long ạ. Mà Linh Võ Tông Môn kia khấu vị kỳ quái, thích đàn ông vừa già vừa xấu, vì vậy hắn mới dùng thuốc. Ở vất vả rồi, ngươi tên là gì? Trì Đồ à? Hay ngươi đã xấu tên còn khó nghe nữa, thật sự là ảnh hưởng đến hình ảnh diện mạo của quân ta. Có phải là sư huynh đã hối hận vì không đưa mình theo không? Nhớ mình rồi đúng không? Vừa nãy nói các người có tin tức muốn báo, nói đi. Chúng tôi phát hiện tá đại nhân về trí đạo nhân quay về rồi. Có đã đi một lát, hai thoát được một kiếp rồi. Sư phụ, nhanh đi theo, nhẹ nhàng một chút đừng để bị phát hiện. Đã xong rồi. Cứu, cứu tôi với. Cứu, cứu tôi với. Vị trí đạo nhân, thuộc hạ của tiểu vương và ông chồng phụ trách nghiên cứu thuốc. Ui, ghê vậy. Mấy người sau khi cải tiến xong sẽ có sức hấp dẫn lớn đối với yêu thú. Những người trong hang núi kia đều dùng cái này để làm sao? Nhìn đi, phình to lên, sau khi yêu thú ăn thì sẽ tiến vào trạng thái cuồng bạo, tiến hành công kích không phân biệt. Rất tốt. Nhưng mà có thể khống chế được mùi hôi miệng và nước giỏi không? Bên trái bên phải vẽ một vòng, nhảy một vòng coi lăn lộn. Hả? Khởi linh cảnh, đây chính là đầu bia của khởi linh cảnh sao? Cũng gần giống với cái cài đặt trong trò chơi. Đạt tới khởi linh cảnh, căn nguyên chi hỏa đốt cháy hồn đặc, dùng thiên địa chi lực xô tan thức hải đạo chướng, khai sinh sinh lên thức hải, hóa thiên địa chi lực, ngừng căn nguyên đạo pháp, tu hành đạo bia. Người có tư chất bình thường chỉ có thể có một đạo pháp tướng đời này, mà người có thiên phú dị bẩm có thể thức tỉnh đời trước đời này hai đời pháp tướng. Còn có thiên chi kiêu tử kiếp trước đời này tương lai pháp tướng, ba đời đều mở, đồng cấp vô địch. Nghĩ lại thì bản thân vẫn chưa ngộ ra được tôi ngưỡng của cường giả của cường giả thế giới này vẫn còn kém xa. Nhìn ngơ rồi sao, ngưỡng mộ chứ, nhìn người ta xem, có đạo bia hệ tinh thần rất khó có được. Tiếu Nguyệt Nhi nếu không phải cơ thể và đã khởi linh cảnh từ lâu rồi, đạo bia đó chắc chắn cần hiếm có. Sư phụ à, ngươi đừng có làm phiền ta nữa, ta đã nghe lén rồi. Đi rồi, đừng có nghe kiểu đó nữa, nói đến nghe trộm là người của ta đó. Xem cái này của ta đây. Ôi phải trưởng. Ghê vậy. Cái này gọi là tai vách mạch rừng, là báo bối độc môn của ta. Người hay lắm, nhét cái này vào tai đi. Người luôn mang cái này theo người để làm cái gì chứ? Biệt cốc cũng đã bố trí thỏa đáng rồi chứ. Yên tâm đi, chỉ cần bọn họ đuổi theo xích vị thảo rơi vào bẫy thì đến khi đó đứa nào cũng đừng hòng thoát. Cái đám người này là cùng một chuột với cái đám cướp kia. Ung Châu toàn là một đám phế vật, cũng chỉ ở lầu thiên kiều thực lực tạm được, nhưng mà bằng với tiếng mạo thì hắn đã thua, không xứng nhắc đến. Nhưng mà nghe nói còn có một băng mỹ nhân Linh Võ Tông. Ồ, Nguyệt Cốc kia cũng coi như là một nơi phong thủy tốt đẹp, chết ở đó cũng coi như không phụ mỹ nhân rồi. Đám người này đã cướp dược rồi còn muốn giết người nữa, sư tỷ nguy hiểm, bọn chúng rốt cuộc muốn làm gì? Hồi hồn đi, chúng ta phải quay về tránh dẫn tới nghi ngờ. Vâng, ta bây giờ vẫn chưa đủ mạnh, nếu không sẽ giết chết bọn chúng tại đây. Ta không biết. Trong lầu lớn, đại nhân, ngài quay về rồi. Chúng tôi đã đi từng quan sát thấy xung quanh rừng rậm có người bắt đầu đóng quân. Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì? Hôm nay các môn phái thế già
Ở trong thành Càn Lăng đột nhiên bắt đầu điều động nhân lực. Ta biết rồi, ta sẽ phái người đi điều tra. Các ngươi tìm vị trí đạo nhân lấy thuốc rồi về đi. Ta tạ đại nhân. Đi theo sát bọn họ, nếu có vấn đề gì thì xử lý luôn. Vâng. Nguyệt Cốc rất quyền tay. Vì sư biết trong năm trước có hai yêu thú cấp cao, không biết tại sao lại chạy xung quanh đánh nhau. Sau khi hai bên đều chết, xương cốt thành hình. Một xương cốt hình thành một xương cốt. Yêu thú cấp thấp đều không dám đến gần trong phạm vi trăm dặm. Tôi nhớ ra rồi, trong công lược nơi đó có dấu một bảo vật rơi rớt. Không sai, giống hệt như trong tư liệu. Sư phụ, có phải nhanh chóng đến Nguyệt Cốc? Ta, người trong doanh địa giao cho người đó. Vội vàng quá. Ý, hả? Cứng lại. À, ta nói ngươi vội vàng quá rồi. Ý, vạn yêu xâm lập chi xâm. Yêu thú bên ngoài vạn dặm chi xâm này hình như nhiều hơn không ít. Nơi này đã gần nội vi, yêu thú đương nhiên phải nhiều hơn, sợ là không thể phi hành trên không nữa. Nguyệt Cốc có hai lối ra, chỉ bằng chúng ta tiêu diệt đường lui của chúng trước. Được, vậy ta và chú muội đi cùng nhau. Đã dẫn ngại các người đi bên kia. Được, đã rất gần rồi, chính là phía trước. Nếu không phải những thứ này cản đường thì đã đuổi kịp rồi. Nhiều thì bỏ đi, ít thì cũng có nguyên liêu nguyên thực lực. Cứ cảm giác có đã bỏ qua thứ gì đó. Để bọn họ đi thực sự ổn sao? Dù sao bọn họ cũng không đối phó được với Ung Vương Phủ. Không sao, ta cũng không phải là không phòng bị. Năm đó vương gia nhân từ tha cho họ một lần. Trước đó không nắm được bằng đằng đuôi đằng chui. Để bọn họ đi theo đã đành rồi. Nếu hắn dám giở trò gì thì không để lại dấu vết gì. Quần áo nhiễm hòa phấn của hắn đã đặt ở trung tâm Nguyệt Cốc. Đám ngu xuẩn đó đuổi theo ở trong cốc đó. Hạ Vô Ưu nổi danh như tiểu vương gia nhà ta, bởi hộ vệ thuộc hạ của cô ta cũng chỉ vậy mà thôi. Người ta đã dụ đến rồi. Tiếp theo cũng đừng khiến ta thất vọng. Nữ đệ tử đó tuy không nhìn ra huyết mạch gì, nhưng linh lực trong tinh huyết nhất định không yếu. Nhưng trong cốc, thứ tiểu vương gia cần không đơn giản chút nào. Thương cố còn chi huyết trong huyết mạch của người có hơi mờ nhạt, có cả cộng thêm của cô ta chắc cũng chưa đủ. Cái này không cần người quan tâm. Ngồi nhớ không thành. Ta còn có chuẩn bị khác. Tô ca ca, ta hy vọng người đến lúc đó đừng có lòng yếu tay mềm. Đã theo tiểu vương gia thì không còn được quay về đâu. Tô ca ca, bọn họ là ai? À, một hội trợ thủ mà thôi. Vậy à, bây giờ chúng ta đã đến cửa canh chừng rồi sao? Không cần, chúng ta tìm một nơi tốt hơn chút. Tiếng Thiên Thu Nguyệt lên đường đi. Từ nay về sau, Kim Lăng Thành này là của hai nhà chúng ta. Dấu chân không giống hình dạng. Có rất nhiều yêu thú vào cốc rồi. Trong Nguyệt Cốc có hai thi thể kỳ hôn cảnh đại yêu. Bình thường yêu thú đẳng cấp này căn bản không dám bước vào đây. Tại sao bây giờ? À, trong không khí sao có một mùi máu tanh vậy? Hả? Cũng thuận lợi. Xích Viêm Thảo liên quan đến tính mạng của cô ta, đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Sắp rồi. Hả? Dừng lại rồi. Huyết khí nồng quá. Quý huyết nồng quá. Tình hình nội cốc chưa biết. Đi vào sau nữa rủi ro quá lớn. Lão gia nói rồi, chúng ta là thương nhân, chuyện rủi ro chưa biết là không làm. Cốc này không thể vào. Các người quay về báo tin, ta vào cốc thăm dò. Hoang cổ di tích sắp mở rồi. Cây xích viêm thảo này có thể giúp tiểu quận chủ nâng cấp tu vi. Hai người Tô Hạ ta không tin được. Ta vào cốc này ta phải vào, cho dù ta cũng sẽ ở lại. Đã vậy thì chúc hai vị may mắn. Nghe nói cô cần xích viêm thảo này để trấn áp hàn khí trong cơ thể tự cứu. Nếu là người bình thường có lẽ ta sẽ nhường cho cô, nhưng xích viêm thảo này đối với tiểu quận chủ mà nói, đến lúc đó dựa vào bản lĩnh sống chết có số. Đối phương cao thủ khai linh cảnh giao cho ta, những tên khác giao lại cho cô. Hy vọng chúng ta có thể kéo được thành nhàn. Dừng lại, đây là một cây thương nhiễm huyết xích viêm thảo.
Nhiều vậy? Tại sao lại có nhiều xích viêm tỏ như vậy? Đây rốt cuộc là những yêu thú bên ngoài hình như không dám vào trong cái phạm vi tụ khí. Là hoa phấn ta để lại. Ngu xuẩn, không ổn rồi, trúng bẫy rồi. Đây là địch tuyền ma thương có thể khống chế tâm thần của con người trong truyền thuyết sao? Khổ nạn, có kẻ muốn huyết tế chúng ta cho cái lũ yêu thú này. Đến giải phong ba binh này máu chảy. Sao con lại quay lại? Một lũ yêu thú vào trong cốc, đường đến đã bị chặn rồi. Chúng ta chỉ có thể từ bên còn lại. À, tiếng này sao lại ở đây chứ? Mở trận đi. Chấn động. À, chuyện gì? Lũ ma bên này sản sinh ra xích viêm thảo. Không, thứ đó không phải là xích viêm thảo bình thường. Hóa ra tất cả đều là cái bẫy. Đến rồi, chuẩn bị vào cốc đi. Mỗi người đều một cây xích viêm thảo mang theo bên mình. Nếu làm mất, bị ma thường mơ hoặc, ta không cứu nổi các người đâu. Đây không phải là xích viêm thảo sao? Sao lại? Thật ra mang theo là được, đừng hỏi nhiều. Về sau muội sẽ hiểu. Có thể tận mắt nhìn thấy lịch tuyền ma thương thức tỉnh, đúng là khiến người ta hưng phấn toàn thân run rẩy. Vào cốc tưới linh huyết, ta đảm bảo huyết tế thành công, hoàn thành nhiệm vụ tiểu vương già vào phó. Tô ca ca, hạch đào này làm xong chuyện rồi nói, giờ làm gì có tâm trạng mà ăn hạch đào chứ. Ồ, mau đi theo. Đám yêu thú này là do lũ người Lương Châu dụ đến. Có điều nhìn trong không có gì kỳ quái. Bộ dạng có vẻ không thông minh cho lắm. Phải tranh thủ thời gian tìm được sư tỷ. Bay thấp một chút, bên trên cao quá, nhìn không rõ. Ôi trời ơi, đây là thứ gì? Sư tỷ, à bà xuống dưới, xuống dưới. Sư tỷ cuối cùng cũng tìm thấy tỷ rồi, có phải là không ngờ ta đến không? Có bất ngờ không, có vui không? Sư tỷ à, trên đường ta đến phát hiện ra một đám người Lương Châu xấu xa, điều tra được âm mưu động trời của chúng. Nơi này có vẻ rất nguy hiểm, mau chóng rời khỏi đây đi. Muốn biểu dương ta thì đợi an toàn rồi hãy. Ồ sư tỷ, sư tỷ có nghe ta nói không vậy? Sư tỷ, sư tỷ. Hả? Cái gì vậy? Ôi trời ạ, à, đạn chết, tứ này không phải là trang bị vạn yêu chi xâm đánh rơi sao? Lịch tiền ma thương hả? Cho nên tất cả chuyện này đều là do lịch tiền ma thương tạo ra. Đến A Tao Khải Linh Cảnh cũng trúng chiêu rồi. Đám người Thương Châu thần bình mưu đồ cũng lo vì thứ này à? Hay cái đám người Lương Châu này sợ là sắp đến rồi, phải nhanh chóng đưa sư tỷ đi mới được. Sư tỷ mau tỉnh lại đi, tỉnh lại đi sư tỷ. Xin lỗi sư tỷ. Cắn một cái. Ý, có tác dụng. Ôi trời ơi, vô tình quá. Thiệt lực vẫn quá kém. Đấu thẳng thì không thể địch nổi. Làm thế nào đây? Có người đến kìa. Người của Lương Châu xử lý bọn chúng. Có lẽ sẽ có cách cứu sư tỷ. Bà, lên trên sư cốc đến chính diện. Phải lấy một cách không cách tận mình mới được. Tạm thời qua một bên theo dõi tình hình đã. Tô Phục, trời ạ. Sớm đã biết hắn thì hắn không có gì rồi. Xích viêm thảo, hóa ra tất cả đều là âm mưu của Tô Phục à. Huyết tệ chi pháp của tiểu vương già hiệu quả quả gì có. Chỉ cần rót thêm tình huyết lệnh, ma thương sẽ được giải phóng ở. Đáng tiếc khuôn mặt đẹp đẽ này, hai người xem vẫn còn trinh tiết này. Khổ nạn. Ý, ngu ngốc, bóng của người, người khác nhìn thấy rồi. Hệ thống phải nhanh chóng cứu sư tỷ. Lại là thứ quái vị gì đây, mệt mỏi quá. Bình tĩnh, bình tĩnh. Mình phải nghĩ mình có ưu thế gì để với đối phương. Phải nhanh gọn xúc tích mới cứu được sư tỷ. Người chết chuyện to hơn. À, tin tức kém từ gì của mẫu. Hiểu biết của ta về rừng rậm này nhiều hơn lũ tạp nhầm đó. Đúng rồi, đại diễu rừng có rồi, làm như vậy đi. Tranh thủ đi, đừng lãng phí thời gian. Gấp rút muốn xưng bá Lăng Thành lắm rồi sao? Ta chờ ngày này lâu lắm rồi. Từ hôm nay trở đi, ngươi sỉ nhục tôi và ta, toàn bộ đều phải trả giá. Đáng tiếc Ngô Kinh không ở đây. Không sao, đợi xử lý xong rồi
Thiên Thu Nguyệt quay về Càn Lăng Thành, không tên nào của Linh Võ Tông chạy nổi hết. Nhiều năm như vậy rồi, cuối cùng ta cũng thắng rồi. Chờ ngày Tô gia ta hưng thịnh trở lại, ta sẽ khắc tên cô lên trong bia mộ. Vĩnh biệt nha. Thiên Thu Nguyệt, bỏ người xuống. Con người, gan các người to lắm. Hả? Khí thế khủng bố quá. Lột khỏi thân hình yêu thú, hóa thành nhân hình. Là yêu thú kỳ hồn cảnh giới sao? Đúng, không sai. Kỳ hồn cảnh, đắc thân hồn dưới thiên địa đại đạo. Thân hồn bất diệt, vĩnh sinh bất tử. Cho nên không có xích viêm thảo mà thường, thôi sinh cũng không bị ma thương mê hoặc. Một trong những chúa tể của vạn yêu chi sâm sao? Đây gọi là vi phong mà. Điếm kinh ngạc quá trời đi. Hoài khoác lác quân tử, ngọn gió này sẽ thổi bay hết người đúng không? Có điều, hình như đã đe dọa được chúng rồi. Yêu tộc đại nhân tôn quý, bọn ta không có ý mạo phạm, chỉ muốn lấy lại ma binh mà vương gia tổ thượng nhà ta đã thất lạc ở đây. Chỉ cần lấy được ma binh về, vương gia nhà ta nguyện tặng cho ngài 3 bộ bảo vật để làm vật bồi thường. Bồi thường? Ở địa bàn của ta, giết dân của ta, người khác còn tưởng vua Lương Châu là vua của vạn yêu chi sâm ta đó. Đại nhân cấm mồm, mau chóng đưa người qua cái cút. Sau ba tức không đi thì mãi mãi đừng đi nữa. Đại nhân, không lấy được ma binh về, vương gia nhà ta phẫn nộ thì thi thể nói nghìn dặm đó. Tên này có chút khó giải quyết, làm thế nào đây? Ngươi thật sự nghĩ ta dễ bắt nạt như vậy sao? Không cho các ngươi biết mặt thì xem ra không được rồi. Doanh trại bên ngoài rừng kia của các ngươi đúng không? Quay về dọn thi thể đi. Quá nổ dữ vậy. Lần sau sẽ không phải là một doanh trại nữa. Chuyện gì tới đây? Ta chỉ phóng sấm thôi mà. Ôi trời ơi, nổ hết trơn rồi. Đại nhân, ngài làm như vậy có hơi quá đáng rồi không? Nếu không muốn đi thì ngươi cũng có thể ở lại cùng họ. Thôi động pháp khí, tiểu vương già cho vô thử xem mà. Không dám, tại hạ cáo từ. Vô cái con khỉ, yêu thú cùng cảnh giới với bản thân đã mạnh hơn người rồi. Yêu thú hồn, kỳ hồn cảnh vương già cũng không chắc là đối thủ. Ta không muốn tìm cái chết đâu. Sắp thành công, lên bỏ cuộc như vậy sao? Chiêu ca ca, ở lại rừng không sợ, không có quỷ đốt. Muốn chết thì ngươi tự mà đi, đừng kéo thêm ta. Đây gọi là dùng ngữ khí cứng rắn nhất nói những lời đáng sợ sao? Đã vậy thì, để đã. Đại nhân có gì phân phó? Còn định mang theo đồ trong rừng của ta sao? À cái này, đại nhân, xích viêm thảo ba người bọn ta, mỗi người một cây vẫn còn đây ạ. Nếu không còn, nếu không không ra khỏi xương cốc này được, sẽ bị y năng của mạ thượng mê hoặc mất. Bọn ta cũng chỉ còn dư lại 3 cây. Xích viêm thảo này là do ma thương sản sinh ra, chẳng trách bọn chúng thần trí tỉnh táo. Xem ra chỉ cần đem thứ này cho sư tỷ sẽ tỉnh táo lại. Nhưng mà ta và con chim ngu này không có xích viêm thảo, tại sao lại không bị sao? Xin, vậy bọn ta xin cáo lui. Ta bảo các người cút, chứ không phải bảo các người đi. Ngươi đi giọt đi. Bà mau. Ý, sư tỷ tỉnh lại mau. Ý, sư tỷ không sao chứ? Sao người có mặc quần áo? Ngồi ý muốn thôi. Đây là người cứu ta. Không phải bảo ngươi đừng đến đây sao? Sao người vẫn không sao chứ? Không sao, ta là con của trời, yên tâm đi. Sư tỷ, xích viêm thảo đã về tay rồi. Người của Lương Châu Vương nói không chừng sẽ quay lại. Nơi này không được an toàn, chúng ta mau đi thôi. Lương Châu Vương lát nữa sẽ giải thích cho tỷ nghe. Được, đưa theo bọn họ đi. Giao cho ta đi. Tiểu chủ, thiếu có một bước nữa. Ta cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Giọng của con đại yêu đó cảm giác đã nghe thấy ở đâu rồi. Không đúng, có vấn đề. Các ngươi không cảm thấy đại yêu kỳ hồn cảnh nói chuyện hơi dễ dàng sao? Kỳ thật nó thực sự là kỳ hồn cảnh, giết chúng ta dễ như trở bàn tay. Chẳng có lý gì thả chúng ta cả. Không được, ta phải quay lại. Xem, ta không thể bỏ lỡ cơ hội duy nhất quật khởi Tô gia được. Ta cũng cảm thấy không đúng lắm. Ta đã báo chuyện này cho tả đại nhân rồi. Đi, đi xem sao. Tỷ muội tỉnh lại nào. Có người đến. Ngô Kinh.
Một bậc tài, hai bậc tài. Mau tỉnh lại đi em gái ơi, kẻ thù đến tận cửa rồi kìa. Hay cuối cùng cũng tỉnh rồi. Kỳ lạ thật, sao mà có người ta lại đầu rác thế này? Là Tô Phục, Tô Phục. Đúng vậy, tất cả đều là trò của Tô Phục lập. Ngô Kinh, ngươi năm lần bảy lượt phá hội chuyện tốt của ta. Hôm nay, ta muốn ngươi chết. Ta sớm đoán được rồi. Tô Phục, gà ngươi to lắm. À đại mụ tử à, đến lúc nào rồi mà còn trang bức nữa, mau nghĩ cách xem chạy như thế nào đi. Âm mưu ở trước mặt tuyệt, tuyệt đối sức mạnh không đáng để nhắc tới. Liêu Nguyên cửu đoạt cũng không phải là đối thủ của lão nương. Ngươi vẫn chưa hiểu tình hình sao? Tô Phục hắn có bản lĩnh bày ra đại cục này. Náo bộ là một thứ tốt, đáng tiếc người không có. Cái tên này là ai vậy? Xấu, rất là có cá tính đó. À chính là cái tên cướp xích viên thảo đến từ Lương Châu đó. Lão tử đây gọi là hoang dã, hoang dã có hiểu không? Người của Lương Châu vốn định để các ngươi rời khỏi thế giới này một cách yên bình, xem ra bây giờ vẫn phải động một chút tay chân. Còn có di ngôn gì nữa, tranh thủ mà nói đi. 53, có cơ hội thắng công. Ta và Thanh Nhàn sử dụng bí bảo, nhiều nhất chỉ có thể ngang bằng được với cái tình xấu quát kìa. Cô và nam nhân thể hình cương tráng kìa, tiết lực cũng không kém nhau là mấy nhỉ. Chỉ cần tiểu từ Tô gia đó giải quyết hai người các ngươi, cộng thêm chiến cục của bọn ta, thì ta cũng không có chút nào có khả năng thắng cả. Ý gì vậy? Coi thường ta và ba ba sao? Xì. Ta sử dụng viêm xích tẩu có thể đột phá khải sinh cảnh. Đến lúc đó không được. Ừ. Xích viêm tẩu này là lịch tuyền mà tiên hóa thành, đã nhiễm ô uế của ma thường. Có sử dụng nó tuy có thể đột phá cảnh giới trong khoảng thời gian ngắn, nhưng uế khí xâm nhập địch mình bất phục. Chỉ cần thời gian ngủ tức, uế khí bạo tổ, cô chết chắc. Ai đợi đã, có thể nói cho là chúng ta sống hay chết vậy? Là quyết định ở ta và Tô Phục ai mạnh hơn đúng không? Có thể lý giải là như vậy. Trời không dồn người vào cho chết, mọi người yên tâm, Tô Phục hắn thua chắc. Tuy thực lực của người có đột phá, nhưng vẫn thấp hơn cảnh giới của Tô Phục. Người bẩm sinh ta là thiên tài, muốn đột phá còn không phải là chuyện quá dễ sao? Sư tử yên tâm, có người ngươi có chút thú vị đó. Ta không hy vọng ngươi sẽ chết ở đây. Thật sự không phải là đối thủ thì bảo bà ba đưa ngươi trẻo trốn đi, có lẽ vẫn còn cơ hội sống sót. Đừng có chết quá nhanh đó. Xem ngươi đó. Hay thật sự không có ai được cao ta cả. Lát nữa cho bọn họ xem thế nào gọi là thiên chi kiều tử. Hôm nay ta hộ vệ của họ vô ưu sắp biến tình xấu rồi. Mở ra hệ thống. Vì cô Vito Kaka ta nhất định sẽ không thua. Ta không ngờ đại đệ tử của phế vật Linh Tông cũng có lúc cứng cáp như vậy đó. Ta khuyên ngươi nên dũng cảm hay là nói ngươi ngu xuẩn đây? Ngươi chẳng biết gì về sức mạnh hết cơ của ta cả. Mở ra hệ thống. Tiếp theo đến lúc chứng kiến kỳ tích rồi. Ra đây đi, quyền linh quả. Ý. Cái gì? Đột quá. Ý. Không có gì hết. Này sao không có phản ứng? Vì cảnh giới cao lên, dược liệu kém đi sao? Hay là có tính chống lại linh quả đây? Giả thần giả quỷ, ngươi thật sự nghĩ mình là thuộc thánh chuyển thế sao? Muốn đột phá thì đột phá à? Ăn thêm cái đệ tử xem. Đi chết đi, Ngô Kinh. Cảm giác này chính là sao có thể? Hắn thực sự đột phá rồi. Bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi. Liêu Nguyên lục đoạn, thất đoạn, bát đoạn, vải trưởng. Liêu Nguyên cửu đoạn. Tên này rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Hử? Cái tên này. Đỡ đi, đỡ đi. Cướp xích viêm thảo của ta, mưu cớ hãm hại sư tỷ của ta, còn dám đứng trước mặt của ta trang bức sao? Tokaka, ngươi cũng chỉ có như vậy à? Quỳ xuống hát chinh phục ta đi. Ngô Kinh, cẩn thận. Đánh đủ chưa? Ta còn tưởng ngươi sẽ cho ta chút bất ngờ chứ. Chỉ vậy thôi sao? Hử? Cơ thể không có linh khí vận chuyển, không có công pháp, không biết chiến kỹ,
thần thông tu sĩ bậc bậc, thật giống như côn đồ đánh nhau vậy. Giang Nghĩa chỉ dạy cho người chút thứ này thôi sao? Nếu chỉ có chút bản lĩnh này, vậy thì ngươi có thể chết rồi. Trước khi chết, cho ngươi biết thần thông của Tiêu Dao môn ta. Cùng kinh thiên hả? Cái này, Ngô Kinh. Không được làm phiền Tô Ca Ca. Hả? Hứ. Ui trời, men chính rồi, là men chính. Ai cũng ngạc nhiên quá. Kết thúc rồi, Tô Phục mau đến giúp ta. Ai, không nên kỳ vọng vào hắn mà. Nhiệm vụ của Tiểu Thư còn chưa hoàn thành mà phải chôn cốt ở đây sao? Phế vật cũng chỉ là phế vật. Tô Phục ta nhẫn nại khổ luyện 20 năm, cuối cùng cũng đợi đến ngày này. Ngày Tô gia hưng thịnh chính là nhờ Tô gia, Tô Phục ta. Ai, ôm chết đi mất. Ai nói ngươi là ngươi thắng rồi? Hử? Tập này đến đây kết thúc rồi. Nếu anh em nào thích video này